mình sẽ viết tiếng Anh là interior, đúng không ạ? Tức là mình muốn tìm hiểu về nội thất thì cách dễ nhất, đơn giản nhất đó là gì ạ? Mình lên trên cái trang Lexica này và còn một vài trang nữa đấy ạ. Mình tìm kiếm về gì ạ? Thiết kế nội thất này đó, anh chị em thấy không ạ? Sau đó thì sao ạ? Sau đó mình tìm cái ảnh nào mà nó phù hợp với cái mắt mình nhất, tức là mình đang tưởng tượng đến. Ví dụ đây, ở đây là một cái luxury apartment, một cái căn hộ gọi là sang trọng đấy. Thì ở đây nó có câu lệnh này anh chị em này, nó có sẵn câu lệnh đây này, anh chị em copy câu lệnh này đó, sau đó chúng ta có thể đưa vào Midjourney để chúng ta gì ạ, thử nghiệm. Hoặc là mình có thể sang luôn bên này, mình dán vào đây, mình thử luôn ở trên gì ạ, ở trên Sika luôn đấy, mình nhấn generate. Cách thứ hai đấy là mình vào Midjourney, tức là mình tìm ở trên Midjourney đấy. Midjourney thì khi mà chỗ này nó không ra cái phần tìm kiếm đâu. Phương có chưa? Đấy, thì mình muốn một cái hình ảnh nào đó thì mình nhấn vào, đúng không ạ? À không, nhầm. Mình nhấn vào hình cái hình tìm kiếm này này. Đó, anh chị em thấy không ạ? Ui, xinh chưa? Đấy. Thì mình nhấn Interior vào đây. Đấy. Ở bên Midjourney thì mình lại có câu lệnh ở bên Midjourney riêng, anh chị em thấy không ạ? Đó, xong rồi nhấn Expand này thì nó cũng sẽ ra được rất nhiều những cái mẫu cho mình lựa chọn. Đây là cách học nhanh nhất anh chị em, học bằng cách là đi đi học của người khác, đi đi tìm cái thiết kế của người khác, sau đó biến cái thiết kế đó thành thiết kế của mình. Đây là cách học nhanh nhất, đỡ mò, đỡ phải mò mẫm. Mà mình mò cái này nó dễ hơn, anh chị em đưa một cái gì ạ, từ khóa thì coi như là thằng 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 con bot ấy, là con AI nó trả cho mình một gì ạ, 1 triệu cái kết quả, thì anh chị em tiết kiệm rất nhiều thời gian, đúng không anh em? Ở đây nó trả cho mình 1 triệu kết quả luôn anh em. Tức là nếu như mà cái chủ đề đấy nó có nhiều người vẽ thì có rất nhiều những kết quả để anh chị em học tập, đúng chưa? Ví dụ bây giờ mình muốn cái thằng này đi. Đấy, mình nhìn thấy thằng này đẹp đẹp đi, ok không ạ? Thế thì mình nhấn vào đây, mình nhấn vào copy prompt đấy, được chưa ạ? Sau đó thì mình đưa vào Midjourney để mình làm lại, sau mình nghiên cứu, mình đọc cái câu lệnh của nó, mình kiểm tra câu lệnh của nó, sau đó mình đọc. Rồi, xem bên này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây là cái phòng mà mình tạo ra này. Đây cái phòng mà mình đã tự tạo ra này bằng Lexica này. Anh chị em thấy không ạ? Cũng rất đẹp đúng không ạ? Đấy. Bằng Lexica mình cũng có thể tạo ra những cái ảnh này rất đẹp như này. Nó khác với cái ảnh gốc nhá. Nó khác với các cái ảnh gốc mà lúc nãy mình xem nhá. Nó cũng là luxury apartment nhưng mà gì ạ? Nó lại khác. Đấy, anh chị em ạ, đây là phòng ngủ này. Đấy, chỗ này là phòng khách này. Anh chị em thấy không ạ? Như vậy là nó cho mình 2 cái phòng ngủ khác nhau với một phòng khách đấy, với một cái phòng này thì cũng là phòng khách đấy, nhưng mà nó hơi bị cắt một tí, nhưng mà mình lấy từ từ đoạn này xuống thôi thì lại ok đó, anh chị em thấy không ạ? Và nếu mình chưa ưng ý mình lại nhấn generate phát nữa thì nó lại ra thêm một loạt những hình ảnh nữa đấy. Còn ở đây thì mình sẽ thử ở đây đấy. Đấy. Nhấn Enter. Đấy, như vậy là gì ạ? Là chúng ta có rất nhiều cái công cụ khác nhau. Đây là 4 cái hình ảnh khác. Anh em thấy không ạ? Đây là 4 hình ảnh cái nội thất khác. Như vậy là gì ạ? Là không chỉ là Midjourney, còn rất nhiều con AI khác nữa.
cũng có thể giúp chúng ta vẽ tranh rất là tuyệt vời. Đó, thì ở đây thì Huy đang giới thiệu với anh chị em một con đấy là Leica. Được chưa ạ? Ngoài ra thì anh chị em có thể có một số con khác nữa, ví dụ như là Leonardo. Đây Huy giới thiệu một loạt luôn mấy con mà mình có thể là sử dụng được. Cái con này nhá thì nó đang ở chế độ test, cho nên là mình phải nhấn vào đây, mình gửi email vào đây để nó đưa mình vào whitelist, được chưa ạ? Và Huy thì đã vào whitelist rồi, cho nên là Huy sẽ nhấn vào gì ạ? Launch app. Đấy. Thì nó bảo là mình đã ở trong whitelist chưa? Whitelist tức là những cái danh sách mà được phép để thử nghiệm. Đấy, nó vẫn đang trong quá trình thử nghiệm anh chị em nhé. Đấy, thì nếu mà mình chưa phải ở trong whitelist thì mình nhấn tên với email ở đây. Xong mình nhấn là count me in, tức là cho tôi tham gia với. Dạ, còn Huy vào whitelist rồi, cho nên là Huy nhấn vào đây. Rồi, xem Discord xong chưa? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây là bức ảnh rất đẹp luôn. Đấy. Tại sao mà Huy thích anh chị em dùng tại sao Huy thích Midjourney hơn? Anh chị em để ý này, là bức ảnh tạo ra Midjourney ấy, nó mang tính chất chân thực hơn, chi tiết hơn, đẹp hơn, và mình tùy biến mình sáng tạo được nhiều cái hay hơn. Leica thì rất là nhanh. Đấy. Tuy nhiên thì hình ảnh của nó sẽ cái độ sâu, cái độ nói chung là nó cũng có rất nhiều câu lệnh. Đấy, tuy nhiên thì Huy thấy rằng là con Midjourney này nó vẫn hay hơn. Đó. À, nếu mà mình nắm bắt được nó thì nó sẽ hay hơn. Đó. Nó sẽ nét hơn, nó nhiều ý tưởng sáng tạo hơn, tùy biến được tốt hơn. Rồi. Ấy, ở đây là trên Leonardo anh chị em nhé. Thì ở đây mình cũng có thể tìm kiếm cho mình ví dụ như là ở đây anh chị em thấy là nó có cái phần gọi là thiết kế nhân vật này. Đấy, mình có thể tìm hiểu thêm về cái việc mà thiết kế nhân vật nhé. Thì thiết kế nhân vật thì con Leonardo này với cả con Leica nó có một cái rất là hay, đó là gì ạ? Nó có thể thêm những cái câu lệnh này, và những cái thứ mình không muốn ấy, là mình có thể thêm, mình đưa xuống dưới này. Thì đây là cái hay của con Leica và con Leonardo, đúng không ạ? Nhá. Thì đây này, nó có thể tạo ra những cái nhân vật mà gọi là giống hệt nhau. Đấy, giống hệt nhau. Đấy, thì mình có thể copy cái câu lệnh này cộng với cả câu lệnh này. Đấy, để mà mình có thể tạo ra cho mình cái nhân vật riêng cho mình. Đó. Thì ví dụ ở đây mình sẽ tạo ra cái câu lệnh của mình nhé. Thằng Leonardo này nó cũng có rất nhiều những cái gọi là biến thể, những cái công cụ anh chị em nhé. Đấy, những cái công cụ như là tạo ra cái cái này là tạo nhá, nó còn có mấy công cụ nữa cơ. Đấy. Đấy, xong mình nhấn generate đi. Đấy, thử xem. Đó. Đó. Đấy, ngoài ra thì cái câu lệnh này ấy, nó giống như là mình dùng kiểu Photoshop anh em. Giống như kiểu dùng Photoshop, giống như là dùng những cái kỹ năng nâng cao hơn. Ví dụ như là mình có thể đưa cái ảnh của mình vào đây nhé. Đây, ví dụ mình đưa cái ảnh của mình vào đây. Dạ. Đấy. Đấy. Mình có thể tạo ra những cái khung làm việc khác nhau như anh chị em ơi. Đấy, mình có thể tạo ra cái khung làm việc khác nhau. Đấy. Đó.
Xong bây giờ mình sẽ dùng cái draw max này. Đấy. Đấy mình có thể thay đổi một cái chỗ nào đó, ví dụ như là cái áo bên này chẳng hạn. Đấy, cái áo bên này chẳng hạn. Đấy. Đấy. Mình sẽ cho là flower. À. Flower. À, bây giờ thì lại không biết tiếng Anh. Loạn mất rồi. Đấy. Flower. Đấy. Rồi, trong lúc đấy mình sang bên này mình xem. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây, thiết kế hình truyện tranh này này thì nhất con mẹ có đất rồi. Đấy, anh chị không? Đấy. Chuẩn luôn. Đấy, được chưa ạ? Đấy, mình thích cái bộ nào thì mình lấy cái bộ đấy để làm gì ạ? Để làm nhân vật truyện tranh cho mình. Được chưa? Đấy. Đấy, kiểu như vậy. Ok không ạ? À, chỗ này nó vẫn có bị cái người nó bị nó chưa bị đúng này. 1 2 3 cái này người này được này. Ví dụ 1 2 3 con này được này. 4 này. Đấy, 1 2 3 4 này ok này, anh chị em thấy không ạ? Đấy, rất là hay. Được chưa ạ? Đó. Đấy thì cái này là mình sẽ phải xóa. Đấy, ví dụ như là mình vẫn là đem cái câu lệnh này nhá. Mình đem vào Midjourney. Mình đem vào Midjourney mình test. Sao? À, cái này nó đang bị khóa một số cái câu lệnh, một số cái từ khóa nó bị khóa mất. Painting at by Midjourney and Greg. Đây này anh chị em thấy không? Trong này nó đã có ghi sẵn luôn, trong câu lệnh nó có đã ghi sẵn là gì ạ? Photorealistic painting at by Midjourney này, anh chị em thấy không? Trong câu lệnh của Leonardo mà lại có cả cái gì ạ? Có cả đấy luôn, có cả Midjourney trong này luôn. Đâu là cái chỗ mà nó bị khóa đây. Thai cop. Đấy. Đấy. Thì khi mà mình để ý cái câu lệnh này, nó có mấy cái này. Nó gọi là character sheet of the same express woman. Đấy, tức là gì ạ? Đây là cái bộ nhân vật mà giống hệt nhau. Đấy, same express woman, giống hệt nhau. Đấy. Bốn cái ảnh chụp khác nhau. Đấy. Mặt thẳng. Đó. Được chưa ạ? Mình nhấn enter mình thử xem nó có chạy không. Vẫn chưa chạy. À, từ Suri này vẫn là không được. Suri như nào. Như vậy là thằng Midjourney này nó kiểm duyệt từ khóa kỹ hơn anh em ạ. Có những từ mà bên kia nó chấp nhận, bên này nó không chấp nhận. À, đâu chỗ nào này? Mid long dark red hair woman wearing a crop top and shorts, stunning. Stunning eyes, beautiful, stunning smile. Được
được không? Rồi chạy rồi. Đấy. Dạ. Yeah. Chỗ này nó cho ảnh. Cho ảnh ở bên ngoài này. Rồi. Nó cho ở trong khung hình này thôi. Đó. Đó. Rồi, mình thử lại nhé. Đấy. Rồi, đấy là cách mà chúng ta làm ấy. Đó là gì ạ? Là mình tìm trước anh chị em ạ. Mình tìm trước. Ở trên Midjourney này cũng thế này. Trên Leonardo này cũng thế này. Mình tìm trước. Đấy. Ở trong cái phần home này, mình tìm trước. Ví dụ như là interior. Đấy. Đó. Mình tìm trước những cái hình ảnh nào mà mình thấy là hợp lý, nó giống với cái mà mình mong muốn, được chưa? Giống với cái mình mong muốn. Sau đó thì mình copy câu lệnh của họ để mà mình dạ, mình đưa vào cái của mình. Anh chị em nhé. Đấy. Thì đấy là cách làm. Đó. Ngoài con này ra thì ấy chỗ này nó là gì ạ? Nó lại cho hoa ra phía ngoài. Cho hoa ra phía ngoài ở trong cái khung hình này. Đó. Ok không ạ? Rồi. Cái này thì mình sẽ đi sâu chuyên sâu về sau nhé. Hôm nay là đi liệt kê một loạt đã. Cái tiếp theo nữa mà mình thấy cũng rất hay đó là thằng Runway. 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 Không thì dùng con này trước nha. Còn Stable Dilution. Đấy. Con này cũng là con cực đỉnh luôn anh chị em. Con này còn đỉnh hơn cả Midjourney luôn. Con này còn đỉnh hơn cả Midjourney luôn. Đấy. Tại sao Huy lại nói nó đỉnh hơn? Bởi vì sao ạ? Nó là cái con này kìa. Stable Dilution Online. Đây. Tại sao Huy nói đỉnh hơn? Bởi vì con này ấy, nó có thể gọi là tùy biến được cực mạnh luôn. Con này nó tùy biến cực mạnh luôn. Đấy. Interior. Đầu tiên là mình search này. Nó có 6 triệu cái câu lệnh hình ảnh. Đấy. Nó 6 triệu cái hình ảnh ở trong database của nó. À 9 triệu hình ảnh ở trong database của nó. Đấy. Cho nên việc đầu tiên của mình ấy, đó là mình vẫn phải search. Đó. Đấy. Ở đây là nó gì ạ? Nó search và nó cho mình luôn những cái gì ạ? Những cái câu lệnh luôn. Đấy. Cho nên là học bằng cách này là học cách rất là nhanh anh chị em nhé. Nhưng mà ở đây thì nó chỉ cho ra một số ít thôi. Đấy. Và interior thì có vẻ như thằng này nó cũng không có nhiều người vẽ về interior lắm. Đó. Cho nên là nó có vẻ nó hơi ít về interior. Thế mình thử một cái khác đi. Đấy. Ở gần đi. Đấy, về có vẻ là phụ nữ thì có vẻ là lại có nhiều cái hình ảnh hơn thì phải. Ở đây mình nhập cái câu lệnh của mình vào đây này. Đấy. Mình nhập câu lệnh của mình vào đây này. Ví dụ interior. Đấy. Đấy chưa? Mình không muốn cái gì xuất hiện thì mình cho vào xuống dưới này.
xong mình nhấn generate. Đó, ví dụ thế. Đấy, có rất nhiều những cái bộ từ khóa câu lệnh khác nhau. Đó. Đấy nhá. Đấy, thì đấy cũng là cái cách để mà mình thử nghiệm nhé. Vậy thằng này cũng đang chạy. Gần. Đấy. Biotech. Đấy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, mình cũng một cái từ khóa này thôi, mình đưa vào thì nó cũng cho ra mình những cái bức ảnh về gọi là nội thất. Đó, anh chị em thấy không ạ? Tuy nhiên ảnh của nó thì nó sẽ mang hơi cái hướng nó không có, chưa có chân thực lắm mà nó thấy kiểu hình vẽ nhiều hơn. Đấy. Thì thằng này nó có một cái hay hơn nữa này. Nó có thể là fill fitjotech, tức là mình mới cái từ khóa là beautiful girl thôi. Nhưng ở đây nó cho mình bốn cái gọi là gọi là ví dụ khác nhau. Có thể là beautiful girl ở châu Phi. Beautiful girl nhưng mà lại là trong trong cuốn sách. Đó. Rồi cũng có thể beautiful girl nhưng mà lại có cái khuôn mặt rất là xinh đẹp. Đấy, ví dụ thế, thì mình chọn cái này đi. Đấy. Đó. Thì ở đây nó tạo thêm cho mình những cái phụ khác bên ngoài. Tức là từ ý tưởng một cái cô gái thôi, nhưng mà nó đưa ra cô gái màu đen hay là con gái màu trắng, da trắng hay da đen, xong rồi ở nơi này nơi kia, hay là đeo cái áo nó có cái gì. Đấy, tức là họ tưởng tượng luôn giúp mình luôn. Đấy. Họ cho mình những cái gọi là ví dụ. Đó, thì đấy là cái rất là hay, nó khác so với cả thằng Midjourney. Đấy. Anh em nhé. Đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có một số cái khác nữa, ví dụ như là Kemo này. Đấy, hoặc là Playground này. Playground mình có chưa nhỉ? Playground chưa có đúng không? Đấy. Thì vào trong này mình cũng thế, mình cũng tìm được nhé. Mình cũng tìm được những cái hình ảnh ở trong này nhé. Đấy. Playground lại là một cái thằng khác. Đấy ạ. Nó cũng rất đẹp luôn. Anh chị em không? Mình có thể search ở đây. Đấy. Search đây. Interior. Đấy. Mình có thể search ở đây. Nó cũng ra cho mình những cái phần về nội thất rất đẹp. Ở đây nó có nội thất cả ô tô luôn anh chị em ạ. Đấy. Nội thất nhà này, nội thất ô tô này, nội thất ở trong gì ạ, trong nhà thờ cũng có luôn nhé. Đấy, anh chị em thấy không? Đấy, ví dụ như là chị em ở bên đảo chẳng hạn, thế mình có thể là sẽ quan tâm là những cái nội thất trong nhà thờ kiểu vậy, đúng không ạ? Đó. Đấy. Rất là hay. Đó. Thì mình cũng có thể copy cái prompt này của nó này. Copy cái prompt này hoặc là mình nhấn remix. Remix tức là mình coi như copy prompt mình đưa vào thôi. Đấy, hoặc là mình edit. Đấy, mình edit cái prompt này của nó. Đấy. Đấy ạ. Ở đây mình phải đăng nhập anh chị em nhé. Đấy, ra chưa? Rồi, bên này tắt đi nhé. Ta đi nhé. Đó. Đây. Mình copy thằng này mình đưa vào đây. Đấy. Play around này. Join us này. Xong rồi nhập được nhỉ?
Đăng nhập là bị lỗi. Play vào. Đấy nha. Đúng rồi. Đây, playground.com, playgrounddai.com. Đấy. Đấy, xong rồi mình muốn tạo một cái hình ảnh như này. Đấy, ví dụ như này. Đó, thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ copy. Đấy, mình copy cái prompt này. Đấy, hoặc là mình nhấn remix thì nó sẽ tự động nó vào. Nó copy cái câu lệnh nó vào gửi cho mình. Đấy, tự động nó gửi sẵn luôn cái câu lệnh vào trong này và nó có hai câu lệnh nhá. Một cái câu lệnh nó là gì ạ? Là cái mà mình muốn này, cái câu lệnh mà mình không muốn này. Ví dụ như là two face là hai cái mặt này. Đấy, duplicate tức là nó bị lặp này, copy, multi đấy, hoặc là xấu hoặc là các thứ là không xuất hiện. Đấy, kiểu vậy, mình không muốn nó xuất hiện thì mình đưa vào đây. Đấy, thì mình nhấn generate. Đó, thì nó cũng sẽ ra cho mình một cái hình ảnh, nó cũng sẽ tương tự như vậy. Đó. Ở đây nó có cái hướng dẫn này. Hướng dẫn trước khi mình tạo ra những cái hình ảnh này. Hello everyone and welcome to Google account. One profile to get đấy. And the rest of đấy, the filters nó hướng dẫn cho mình những cái for this example, bước đầu tiên ấy. Click on đấy, nó có rất two. Nhiều cái filter cho mình lựa chọn. Don't say don't. Lỗi gì nữa. Bị lỗi gì? Your request active the API could be processed, modify prompt sys and try again. Đấy. Có một số cái lỗi gì đây này. Safety có thể một số cái lỗi gì đó nó đang đánh dấu ở đây. Đó. Thử lại xem. Đấy. Nó ra cho mình một hình như thế này. Mình có thể chọn ra được 4 hình nhé. Mình có thể chọn ra 4 hình nhé. Đây là mình chọn một. Mình chọn xong 4 hình thì nó sẽ ra cho mình cái khác cho 4 cái luôn. Đó. Ngoài ra mình có thể chọn các cái khác nhau, State Diffusion 1.5 hay là 2.1 hay là DALL-E 2. Đấy, ví dụ như là mình chọn State Diffusion 2.1 chẳng hạn thì nó sẽ ra cái bộ ảnh nó lại khác. Đó. Ở chỗ này thì nó có một số cái khác nữa. Ở đây mình lại chọn 1 rồi, chọn 4 đi. Đó. Ở đây thì nó có mấy cái điều chỉnh này, Quantity and Detail này. Đấy, mình để càng lớn thì cái chất lượng càng cao, tuy nhiên thì thời gian nó càng lâu. Đấy, cái prompt này đấy là gì ạ? Là mình để thấp thì nó càng gần càng cao thì nó càng gần với cả cái prompt, cái câu lệnh của mình. Đấy, càng thấp thì nó cái mức độ sáng tạo nó càng lớn. Đấy, anh em thấy không ạ? Vẫn là cái cô gái đấy thôi, nhưng mà khi mà đưa vào đây thì nó ra các biến thể khác nhau như này. Đó, kiểu như thế. Với Stabilization 2, với DAI chẳng hạn thì nó là mất tiền, mất phí. Thì chỗ này nó đang phải trả phí. Đó. Thì mình có thể vào DAI này. Đấy. Đấy. Thì mình cũng thể generate cái từ khóa của mình ở đây.
Đấy, mình cũng thể copy một cái từ khóa bất kỳ của một cái bên này. Đấy nhá. Đấy, ví dụ bên này thì mình copy cái prompt này, mình đưa vào đây. Đấy, mình đưa vào đây. Đấy chưa ạ? Generate. A request many follow out, tức là có quá nhiều cái câu lệnh cho nên là nó sẽ hơi khó để mà nó xử lý cho mình. Mình chọn cái khác nó dễ hơn đi. Cái này cũng khó này. Cái này đi. Đây, cái này cho nó dễ này nhá. Đấy. Thằng DALL-E này thì mình thấy là nó cũng hơi cái chất lượng ra nó cũng trung bình, nó cũng chưa được đẹp lắm, nó chưa được xịn sò lắm. Nó cũng còn thô. Đấy. Bây giờ để mà nói về mức độ hoàn chỉnh cũng như là đấy, đây là Realistic Interior Design Inigen Object Architect. Thì đây là cái gọi là đồ nội thất anh ạ. Những cái đồ nội thất để thiết kế nội thất, đồ trang trí nội thất. Đấy, thì nó ra cho mình một loạt những cái đồ trang trí nội thất như này. Đấy, kiểu kiểu vậy. Những bên này nó khác mà nhỉ. Đấy, thì mình không thích vẽ bằng đây DALL-E nó, bởi vì là DALL-E nó cứ nó không ra ý mình, nó cứ xấu xấu. Đó. Ok nhá, thì đấy là hướng dẫn anh chị em một số, ngoài ra thì còn nhiều con nữa, rất nhiều con nữa, kể cả Canva nhá anh chị em. Canva bây giờ cũng có thể là generate được anh chị em đã biết đã dùng Canva để tạo ra cái hình ảnh của mình chưa? Đấy, anh chị em có thể là sử dụng là dạng new design này. Đấy, về Facebook post này. Có con bot nào về nó hỗ trợ cho trong chuyện mà vẽ clip video tên ấy. Cái gì nhỉ? Có cái con bot nào mà nó hỗ trợ bổ trợ mạnh cho vẽ lại của hình ảnh trong chuyện mình vẽ ở trên clip video tên ấy, phần mềm. Bé không nghe thì thì thào không nghe được. Bạn... là có con bot nào nó bổ trợ cho tranh chuyện không ạ? Bot nào để bổ trợ cho cái gì? Cho tranh chuyện vẽ cho chuyện đấy. Câu chuyện vẽ tranh á hả? Vẽ tranh chuyện. Thì tất cả những con này đều có thể bổ trợ được. Quan trọng nhất mình có biết dùng hay không thôi. Nhá. Thế là tôi vẫn tìm mã các từ khóa đánh chuẩn này nó vẫn bổ trợ mạnh. Tất nhiên. Không có con thiên là con nào. Đúng rồi. Con nào cũng có thể bổ trợ cho việc vẽ truyện tranh được nhé. Đấy, ví dụ như là thằng Canva này. Đấy, mình có thể tạo ra được những cái bức ảnh ở dog and a cat playing in a playground. Đó, ví dụ thế. Hoặc là mình để tạo ra là con chó with full of flower. Đấy. Ví dụ thế thì Canva cũng thể tạo ra những cái hình ảnh mong muốn. Đấy, sau đó này mình đưa vào trong cái bức tranh của mình đó. Đây là photo anh chị em nhé. Đây là mình chọn là cái phần photo. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Thôi được. Ví dụ một cái trong chuyện. Bạn chat đi, nói không nghe được gì cả. Mình để loa to hết cỡ rồi. À đây. Rồi, lại, nói lại. Nãy cái loa nó bị được bé. Rồi. Tôi thử mấy cái vụ theo cái phong cách tranh chuyện để ví dụ cho mọi người rõ hơn. Chuyện tranh thì toàn ảnh. Chuyện tranh. Ok, chuyện tranh thì mình có cái phần là painting này. Đấy, drawing này. Ví dụ thế. Đấy. Ví dụ như là mình là comic. Đúng rồi. Comic.
beautiful kênh comic book đấy, ví dụ thế, được chưa? Generation đó. Thì đây là đang giới thiệu một số cái con khác nhau đấy, ví dụ như là nó sẽ hơi hướng là hoạt hình hoạt họa một tí, được chưa? Đấy, thì mình đưa chi tiết hơn thì mình sẽ tạo ra được cái hình ảnh nó sẽ chi tiết hơn và nó sẽ theo cái ý của mình, được chưa? Đấy. Thế còn như vậy là giới thiệu sơ bộ một số cái con AI khác nhau để mà chúng ta có thể cùng vẽ tranh. Nó không chỉ là gì ạ? Nó không chỉ là Midjourney. Đấy. Tuy nhiên anh chị em cứ học thật kỹ Midjourney thì anh chị em tự nhiên sẽ làm chủ được những con khác. Tức là mình làm học được một con thì những con khác nó sẽ tương tự nhau. Cái câu lệnh nó sẽ tương tự nhau anh chị em nhé. Câu lệnh tương tự nhau. Đấy. Và Midjourney đang được đánh giá là cái con mà có khả năng sáng tạo và có khả năng tạo ra những cái hình ảnh độc đáo và thú vị, cũng như là cái độ sắc nét, cái độ hoàn thiện của hình ảnh đang được đánh giá là cao nhất. Đó. À, tất nhiên có một số cái thì những con khác nó có thế mạnh, ví dụ như là nó có thể thêm những cái object vào, ví dụ như là vừa rồi có anh Hoàng cho thêm cái dâu vào đấy, chẳng hạn thế. Thì những cái con đấy mình có thể làm giống như là Photoshop ấy, mình dùng như Photoshop luôn anh chị em. Đấy. Đấy, hoặc là chúng ta có thể dùng con Runaway này. Runaway hay Runaway. .ai. Đây hoặc con này, con patient này. Đấy. Cái con này nó cũng gọi là liệt kê cho mình tất cả những cái con AI nào đang vẽ tranh. Anh em rất nhiều AI vẽ tranh. Đấy, thì nó gì ạ? Nó đưa vào đây. Ví dụ như là anime manga style này. Đấy, thì mình có mấy con ví dụ như là OpenEasy này. Đấy. Thì mình có thể đưa vào đây. Đấy. Đấy, ví dụ như là QCAT, mình nhấn Dream. Đấy, thì nó sẽ ra. Ở đây là những cái tinh chỉnh thôi. Những cái tinh chỉnh thôi. Mình cứ thử một cái trước đi. Đấy nhá. Đó, nó có cái chế độ là Stable Hot này, miễn phí này. Chế độ này Fast Mode này. Chế độ này là phải trả phí này. Đấy, mình có thể upload cái hình ảnh của mình lên. Đó, sau đó thì sao? Sau đó thì mình tạo cái hình ảnh dựa trên cái hình ảnh mà mình up lên. Đó. Nhá. Thì tất cả những cái con AI này thì Huy có để ở trong cái phần là gì ạ? Phần chương khác của trong cuốn sách về Midjourney toàn tập anh chị em nhé. Đó. Rồi, xóa bớt đi cho đỡ nặng này. Đấy. Rất nhiều nhé. Đấy. Rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ học thêm một cái phần nữa ở trong Midjourney để giúp chúng ta có thể làm chủ được cái con AI này. Đó. Buổi sau thì mình sẽ đi sâu hơn vào các cái ứng dụng của nó. Ví dụ như là các cái ứng dụng của Midjourney chẳng hạn, thì nó có thể có rất nhiều ứng dụng, ví dụ làm bìa sách, vẽ hình minh họa, vẽ truyện tranh, làm banner thiệp mừng, lên ý tưởng thiết kế nội thất, lên ý tưởng nhân vật cho truyện, phim, game. Đấy, ứng dụng Midjourney làm logo, thiết kế giao diện web, app điện thoại, thiết kế nhân vật để chụp ảnh người, để thiết kế áo thun, tạo ra các hoa văn họa tiết để tạo ra phong cảnh khác nhau, để thiết kế hình xăm, thiết kế hình xăm trên người để biến ảnh thật thành AI. Đấy. Thì đấy là những cái ứng dụng mà mình sẽ học. Tuy nhiên thì hôm nay thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu thêm về các cái tham số của Midjourney. Đấy, đây là những cái điều mà mình
học từ những cái cơ bản đó, đúng không ạ? Còn những cái này ấy, đấy là cái cách để mà mình suy nghĩ, mình tư duy, mình suy nghĩ, đó là mình sẽ phải đi học từ những cái nguồn khác nhau, tức là từ những cái ảnh của người khác, sau đó mình copy cái ảnh đấy về. Thì cách này là cách ngọn nhưng mà nó rất là nhanh để anh chị em có cảm hứng làm luôn, được chưa ạ? Nhưng sau khi mình copy cái ảnh đấy về rồi thì mình sẽ làm gì tiếp theo ạ? Thứ nhất đấy là mình nghiên cứu từng cái câu lệnh một. Cái thứ hai, sau khi mình làm tất cả cái việc đấy đi, được chưa ạ, test nghịch các kiểu đi, thì bắt đầu mình quay lại mình học một cách gọi là nghiêm túc để hiểu hơn những cái câu lệnh, hiểu hơn những cái từ khóa đấy là gì, được không anh chị em nhá? Thì đây là cái để mà mình có thể gì ạ? Có thể hiểu hơn được. Rồi, hôm trước thì chúng ta đã đi qua phần danh sách các tham số rồi, đúng không ạ? Đấy, các cái tham số ví dụ như là cái tỷ lệ khung hình này. Đấy, tỷ lệ khung hình thì chúng ta sẽ cho ra những cái kết quả khác nhau này. Đây là tổng hợp các cái tham số thôi nhé. Đấy, rồi những cái tham số như là sự hỗn loạn, chaos này, thì nó sẽ thay đổi cái mức độ đa dạng kết quả, hay là cái giá trị, nó tạo ra những cái biến thể nó vô cùng độc đáo. Rồi, cụ thể bên trong đấy là cái gì chút nữa thì chúng ta sẽ đi. Chất lượng này, chất lượng thì chúng ta sẽ ra được những cái chất lượng hình ảnh khác nhau. Không phải là kích thước mà nó là và độ chi tiết của hình ảnh. Rồi no, ở đây mình cũng thể là đưa cái câu lệnh mà negative, tức là câu lệnh trừ, câu lệnh âm vào trong Midjourney, tức là gì ạ? Mình không muốn cái gì đó. Đấy, mình không muốn cây chẳng hạn, thì cái hình ảnh trong đó nó sẽ không có cây, bỏ bớt đi cây cối, ví dụ thế. Hoặc là no red thì nó sẽ không có màu đỏ, kiểu như vậy, được chưa ạ? Cái hạt giống seed này thì mỗi một cái ảnh nó tạo ra ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái seed ngẫu nhiên. Cái seed này nó là cái hạt để nó bắt đầu ra cái ảnh đó, để bắt đầu tạo ra cái ảnh đó. Cho nên mỗi ảnh sẽ có một cái seed khác nhau. Và nếu mà chúng ta muốn làm lại cái ảnh đó thì chúng ta cần phải có một cái seed giống cái ảnh gốc. Rồi chút nữa Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cái này. Hoặc là stop, dừng lại, thì là mình muốn nó dừng lại ở chế độ là bao nhiêu phần trăm đó. Ví dụ cái ảnh nó chạy, anh chị em thấy là chạy 0% rồi, xong 23% là 63% là 93% là kiểu vậy. Thì mình muốn nó dừng ở chỗ nào thì mình dừng lại. Để làm gì ạ? Để ví dụ mình muốn làm cái hình minh họa, cái quá trình nó gì ạ? Nó diễn ra cái bức ảnh đó, thì mình có thể đưa ra những cái yêu cầu stop ở cái chỗ nào đó. Đấy, cái phiên bản style này là phiên bản là nó có chuyển đổi giữa các phiên bản 4 khác nhau. Phiên bản 4 thì hôm trước anh chị em học rồi, nó có 4 phiên bản, 4A, 4B, 4C, 3 phiên bản. Thì hiện nay chúng ta đang sử dụng mặc định là phiên bản 4C. Nhá. Cách điệu là stylist. Stylize thì nó là cái ảnh hưởng đến mức độ phong cách thẩm mỹ mặc định của Midjourney. Upscale thì nó có hai loại, upscale upline là upscale một cách nhẹ nhàng. Đấy, up beta thì cái kích cỡ up nó to hơn, nó to gấp đôi so với cả các cái upscale bình thường. Đấy. Một số thông số phiên bản khác, ví dụ Niji, nó là phiên bản là gì ạ? Nó phiên bản với phong cách anime. Đấy. Và cái Niji này là do Midjourney kết hợp với một bên cái công ty là Niji. Đấy, không phải công ty Niji mà công ty nó tên là gì ạ? Hôm trước vừa mới giới thiệu rồi ạ. Nhưng mà nó ra cái phong cách Niji, đó là phong cách gọi là anime. Rồi. Đấy, ngoài ra thì có một số thông số khác, ví dụ như là creative này, sáng tạo này, trọng số hình ảnh này. Đấy. Trọng số hình ảnh là gì ạ? Là khi mà mình đưa cái trọng số này vào thì cái hình ảnh đó của mình nó sẽ quan trọng hơn. Cái mức độ quan trọng của cái câu lệnh hoặc của cái hình ảnh mà mình đưa vào. Được chưa? Rồi. Video đấy. Đấy là một số cái danh sách tham số thì Huy đi qua thôi, bởi vì là anh chị em sẽ không thể nào nhớ được. Thì có một số cái anh chị em lưu ý giúp Huy này. Thứ nhất là khung hình. Cái khung hình này nó sẽ tạo ra các cái biến thể khác nhau. Đấy. Cho nên là chúng ta dùng câu lệnh là AR. Đấy. Trừ AR này. Đấy. Thì chúng ta đưa ra các cái khung hình này. Và có hai cái khung hình phổ biến mà chúng ta dùng, đó là 2, 3 thì nó khung hình dọc. Và 3, 2 là khung hình ngang.
thì đây là hai khung hình phổ biến. Ngoài ra thì chúng ta có khung hình 16:9 là cái khung hình trên máy tính ấy, dùng trên máy tính ấy, là 16:9 hoặc là 9:16, nó dọc như này đó, thì đấy là những khung hình phổ biến đó, và những khung hình này thường dùng cho phim ảnh, cho nên là chúng ta có thể sử dụng để nó tạo ra những cái hình ảnh thị giác tốt hơn, được chưa? Cái này chúng ta cứ dùng aspect này, gạch gạch aspect này, hoặc là AR nhé. Rồi, cái sự hỗn loạn này, cái sự hỗn loạn hay là chaos này, thì gạch gạch viết tắt của nó gạch gạch C. Cái này là gì ạ? Mình để ở đến cuối, mình để ở cuối cái câu lệnh của mình ấy, được chưa? Thì cái giá trị của nó từ 0 đến 100, mặc định là 0, 0 tức là gì ạ? Là không kích hoạt. Nhưng khi mà chúng ta kích hoạt cái chaos này, thì nó sẽ diễn ra, cái câu chuyện nó sẽ diễn ra như nào? Đó là nó tạo ra cho mình những cái bức ảnh mang tính chất độc đáo, đột phá, sáng tạo và có sự biến thiên, biến đổi nó rất là lớn. Đó, ở đây anh chị em thấy là gì ạ? Ở đây là chế độ là không có chaos nha. Không có chaos thì nó tạo ra những cái bức hình đã rất là độc đáo, rất là đẹp rồi. Đây là một con cú với cả là gì ạ? Với cả cái trái dưa hấu kết hợp với nhau. Đấy. Rồi, khi mà mình đưa vào chế độ là gì ạ? Chaos giá trị cao, đấy, là 50, thì nó gì ạ? Nó tạo ra những cái biến thể sáng tạo, nó sẽ khác so với con này. Đấy, nó sáng tạo hơn. Nếu như mà rất cao là 100, thì anh chị em thấy không ạ? Nó tạo ra những cái hình ảnh mà nó gì ạ? Nó rất là lạ. Đấy, rất là lạ. Đó. Thì đây là cái cách để mà mình cho nó gì ạ? Cho nó sáng tạo. Được chưa ạ? Đó. Ở đây thì chúng ta có thể thấy những cái thông số. Đây là mặc định này. Đấy, pineapple. Đấy, pineapple là quả dứa. Đây là mặc định là 0 này. Đấy. Được chưa ạ? Khi mà đưa lên đấy, chaos là 0 này, 10 này, 20 này, đấy, 30 này, 40 này, 50 này, 60 này, 70 này, 80 này, 90 này, 100 này. Đấy. Thì càng lên cao ấy, thì cái biến thể nó càng độc đáo, nó càng nó tạo ra những cái mà có thể là mình cũng không hiểu nó là cái gì luôn. Đó, tức là cái sự sáng tạo của nó. Đấy. Đó, đây là một cái hình ảnh gọi là Gibbs Core. Đấy, thì nó cũng tương tự như vậy. Nó tạo ra rất nhiều những cái biến thể mà nó mình không hình dung ra trước. Và đấy là sự sáng tạo. Được chưa ạ? Cái tiếp theo nữa là quantity, là chất lượng. Chất lượng thì khi chất lượng càng cao thì thời gian sử dụng để tạo ra bức ảnh càng lớn. Đồng thời là chất lượng và chi tiết của bức ảnh nó sẽ càng tốt. Chất lượng thì nó không ảnh hưởng đến độ phân giải, ví dụ là 1000x1000 hay 2000x2000, nó không phải là upscale, nó là chi tiết ở bên trong bức ảnh. Ví dụ như là cũng là bức ảnh chụp ra từ cái máy ảnh cơ mà cái rất là đắt tiền với cả chụp trên điện thoại. Mình nhìn thì trông có vẻ giống nhau nhưng mà gì ạ? Nhưng mà cái chất lượng ở bên trong ấy, cái độ sâu, độ mịn thì nó lại khác nhau, đúng không ạ? Chứ không phải là kích thước đâu. Vẫn là cái bức ảnh chụp ra từ cái máy ảnh cơ, cái máy ảnh kỹ thuật số ấy, thì đưa ra về đúng cái khung hình giống như cái điện thoại thì nó vẫn nét hơn, vẫn đẹp hơn. Đó, đấy là gọi là chất lượng. Ừ. Thì ở đây thì chúng ta có chất lượng là 0.25, 0.5, 1 đấy, và có thể lên đến 2. Đấy, nó tùy phiên bản, ví dụ phiên bản 4 này đấy, thì nó có chất lượng 1. Đấy, còn phiên bản 3 thì nó có chất lượng 2, tức là nó quality nó lên đến 2. Nhưng với phiên bản 4 thì nó chỉ dưới 1 thôi, từ 1 trở xuống thôi. Niji thì quality nó từ 1 trở xuống thôi. Yeah. Các cái phiên bản thì anh chị em đã học được buổi trước rồi đúng không ạ? Đấy, chúng ta biết được các cái phiên bản rồi. Để mà sử dụng cái chất lượng này thì chúng ta có thể gạch gạch quantity hoặc là gạch gạch quy, xong đó là thêm cái giá trị vào. Giá trị của chúng ta nhớ là từ 0 cho đến 1, tức là gì ạ? 0.1, 0.2, 0.3. Đấy, thì đấy là cái gì ạ? Cái chỉ số chất lượng. Ví dụ ở đây, đấy là quantity là 0.25. Đấy, và 0.5. Không, đây là 1. Đấy. Thì nó không những là gì ạ? Nó không những tạo ra những cái hình ảnh biến thể khác nhau mà nó còn thêm vào đấy những cái chi tiết nữa anh ạ. Nó thêm vào những cái chi tiết. Đấy. Đây là quality là 2 này, quality là 5 này. 5 là với các cái phiên bản trước.
thì nó mới lên quality 5, còn từ từ phiên bản 4 ấy, thì nó chỉ có quality 1 thôi nhá. Đó. Đấy, anh em thấy không ạ? Đó. Phiên bản 4 bây giờ nó cập nhật thì nó đến quality là 2 rồi anh chị em nhé. Quality phiên bản 4 bây giờ là 2 rồi. Đó. Rồi, vì đi rất nhanh cái phần này anh chị em rất là lưu ý nhá. À, về cái seed, về cái hạt giống này thì chúng ta gì ạ? À, chúng ta biết rằng là mỗi một cái hình ảnh tạo ra ấy, thì nó sẽ gắn với một cái seed khác nhau. Cái seed này nó là cái ý tưởng cũng như là cái hạt giống đầu tiên để nó tạo ra cái hình ảnh. Cho nên mỗi một hình ảnh nó sẽ có một cái hạt giống. Thì cái hạt giống này nếu như mà chúng ta muốn tạo ra bức ảnh giống nhau thì chúng ta cần phải có những cái seed giống nhau. Bây giờ Huy lấy ví dụ cho anh chị em nhé. Huy lấy ví dụ cho anh chị em này. Đây là một bức ảnh mà chúng ta vừa tạo ra. Bây giờ Huy đố anh chị em, Huy copy cái bức ảnh này. Hoặc là một cái ảnh nào nó dễ hơn đi. Ví dụ như là a cat. Ok. A cat. Nào. Bây giờ Huy sẽ tạo ra một bức ảnh này. Sau đó nó Huy cho anh chị em thử. Đố anh chị em vẽ ra được bức ảnh giống hệt bức ảnh Huy vẽ. Không thấy màn hình thầy ơi. À chưa ra. Ok, sorry. Rồi. Đây. Anh chị em thấy chưa ạ? Bây giờ là Huy vẽ ra bức ảnh này. Câu lệnh rất đơn giản, a cat, một con mèo. Rồi. Bây giờ Huy cho anh chị em bài tập. Đấy là vẽ ra cái bức ảnh giống hệt con mèo này. Bao nhiêu anh chị em nghĩ rằng mình có thể làm được thì comment là tôi đúng không ạ? Bao nhiêu anh nghĩ rằng là mình không thể tạo ra bức ảnh giống y hệt như con mèo này nữa thì comment là số 2. Còn nếu như mà mình tin rằng mình có thể tạo ra con mèo giống hệt như này thì comment số 1. Bây giờ Huy thử luôn cho anh chị em nhé. Thử luôn này. Bây giờ Huy cũng tiếp tục có câu lệnh này. Coi như anh chị em làm đi được không? Cũng ở kết. Nó ra cái gì? Theo anh chị em nó có ra được giống 4 con này không? Ra được không ạ? Theo anh chị em nó có ra có giống không? Có vẻ như là nó không giống đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Nó có hơn 84 tỷ cái biến thể khác nhau. Seed nó có từ 0 cho đến 84 tỷ. 84 tỷ bao nhiêu ấy? Và anh chị em tưởng tượng này, mỗi lần khi mà chúng ta tạo ra một câu lệnh thì nó có khoảng 84 tỷ biến thể khác nhau. Bây giờ làm thế nào để mà mình muốn nó tạo ra cái hình ảnh giống hệt cái hình ảnh mà mình đã tạo? Làm thế nào ạ? Làm thế nào anh chị em? Đấy nhá. Đấy. Cách thứ nhất, mình vẫn là account nha. Account nha. Nhưng mà Huy thêm vào đây. Thêm vào đây một cái seed. Ví dụ như là 1000. Được chưa ạ? Thêm vào seed 1000. Rồi, nhấn enter. Rồi. Chúng ta sẽ thấy nó ra một cái hình ảnh. Và sau đó Huy có thể tạo ra một cái hình ảnh giống hệt như vậy. Đấy, bằng cách cũng copy đúng câu lệnh này. Rồi, anh chị em để ý nhé. Đây, 93% rồi. Được không ạ? Đấy. Đây nhá. Đây là cái con mèo được tạo ra. Đấy, với seed là 1000. Rồi, anh chị em này, thấy cái câu lệnh thứ hai của Huy nhá, cũng tạo ra với câu lệnh một con mèo với seed là 1000. Anh chị em để ý nhìn hai con mèo này, hai cái ảnh này. Anh chị em thấy cái điều gì không ạ?
đợi nó chín nó xong đã. Rồi, đây cái câu lệnh mà làm xong đấy là anh chị em nhìn hai cái hình ảnh này là sao ạ? Thấy cái điều gì diễn ra? Điều gì diễn ra đây ạ? Hai cái hình ảnh này là làm sao ạ? Làm sao ạ? Giống không ạ? Bao nhiêu anh chị em đã biết sử dụng cái mẹo này rồi ạ? Rồi, bây giờ Huy muốn vẽ giống y hệt cái hình này thì làm sao? Có làm được không? Con này mình không có sheet ở đây thì mình có làm được không? Theo anh chị em có làm được không? Mình không có đưa sheet vào đây trước. À câu này là gì ạ? Thầy đưa sheet vào trước rồi, thầy cài rồi, cài cái hạt giống rồi. Thì mình lại gọi cái hạt giống của nó ra. Bây giờ mình thêm một cái này nữa nó lại ra khác nhá. Nếu như mà cái câu lệnh của mình này của mình nó khác ấy, nó chỉ là cái câu lệnh cái text này nó khác thì cái sheet nó giống nhau chẳng ý nghĩa gì cả. Được chưa ạ? Cái sheet này nó chỉ có ý nghĩa khi nào ạ? Khi nào cái câu lệnh nó giống y hệt như vậy. Được chưa ạ? Rồi. Bây giờ mình muốn dùng cái muốn tạo ra cái bức ảnh giống hệt con này, hoặc là bất kể cái ảnh nào mà mình muốn, bất kể ảnh nào mà mình đã làm trước đấy, hoặc là kể cả ảnh của thằng khác. Kể cả ảnh thằng khác. Làm tạo ra giống hệt như thế. Bây giờ ví dụ như là mình vào đây. Mình vào new bài. Ví dụ như này. Ví dụ như anh chị em copy cái thằng này đi. Thì theo anh chị em là mình có tạo ra được cái hình ảnh giống hệt như cái thằng mà nó đang vẽ này không? Giống được không ạ? Có giống được không ạ? Copy này. Đây. Đây nhá. Ví dụ cái hình ảnh này mình lưu vào. Mình copy câu lệnh của nó. Nhưng mà nó lại gì ạ? Nó lại sẽ ra một cái khác đúng không ạ? Đúng không nha? Đây này. Hình ảnh như này nhé. Nhưng khi mà tạo ra nó lại ra cái khác hoàn toàn. Đó. Bây giờ Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để tìm cái sheet của con này. Đấy ạ. Mình biết sheet của nó là gì luôn. Mình nhấn vào cái thêm biểu tượng biểu cảm này. Thêm biểu cảm này. Đấy. Xong mình nhấn vào là gì ạ? Envelope nhé. Envelope nhé. Đấy. Thì NV này. Envelope này. Đấy, thì nó sẽ ra cái hình ảnh cái gì ạ? Cái bức thư này. Thì mình nhấn vào đây. Đấy, được chưa ạ? Thì ngay lập tức là con Midjourney nó gửi cho mình một cái gì ạ? Một cái tin nhắn này. Đó chính là gì ạ? Đó là chính là cái hình ảnh. Cái hình ảnh mà gì ạ? Mà nó tạo ra ở đây. Thì ở đây nó có gì ạ? Nó có job ID này. Được chưa ạ? Đấy. Đó, nó có cái job ID này. Thì mình đưa vào đây. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Nó tạo ra hình ảnh khác hoàn toàn. Mình đưa vào đây. Mình dùng lệnh show. Đấy, show job ID này. Mình dán cái job ID vào đây. À, cái job ID này của thằng khác nó không cho hiện. Ok. Đợt trước là nó cho hiện đấy. Bây giờ tự nhiên nó lại không cho hiện cái job ID của người khác nữa. Chắc là nó gọi là dính cái bản quyền này thế nào ấy. Đấy, có cái job ID này nhưng mà bây giờ nó không cho hiện cái ấy nữa. Thôi, mình về mình làm cái của mình. Đấy nhá. Thì bây giờ mình lấy cái này. Mình lấy cái con này. Đấy ạ. Đấy, mình cũng nhấn vào biểu tượng này. Đó, thì nó ra đây. Đấy, thì cái hình của mình ấy thì nó mới cho mình cái sheet này. Anh chị em thấy cái sheet này không ạ? Đấy, thì mình copy cái sheet này nhá. Mình copy cái sheet này. Đó, mình đưa vào đây. Dạ, nhấn image này. Đấy, cat nhá. Được chưa ạ? Xong mình dán cái sheet này vào anh chị em nhá. Mình nhấn là gì ạ? Cách này sheet này. Được chưa ạ? Thì cái dãy số này này. Cái dãy số này là 383 triệu. À đâu? 3,8 tỷ 309 bao nhiêu đấy? Đây này, nó hơn 9 số ở phía sau này, 10 số đây này.
Nhớ chưa? 3,8 tỷ nói chung là một cái số ngẫu nhiên anh em nhé, một số ngẫu nhiên. Đó, cho nên là chúng ta có tạo ra hàng tỷ lần câu lệnh khác nhau thì nó ra một tỷ cái kết quả khác nhau, không lần nào giống lần nào đâu anh chị em ạ. Nhưng mà cho cái chip này vào một cái thì nó sẽ ra cái hình ảnh giống đúng cái hình ảnh mà đầu tiên Huy tạo luôn. Giống đúng cái hình ảnh này luôn. Anh chị em để ý xem, giống y xì, không khác một tí nào, không khác một sợi lông nào luôn. Ờ nhá, anh chị em xem thấy có đúng không nhá. Đấy là cái sức mạnh của con cái sheet đấy. Đấy, thì mình sẽ tạo ra những cái hình ảnh. À, nó giống đó. Đây. Đây nhá, anh chị em để ý cái con mèo trắng này nhá. Nhìn cái con mèo trắng này nhá. Đấy, con mèo trắng này nhá. Lấy một con để mình ví dụ thôi. Anh chị em thấy giống không ạ? Đấy, giống ạ. Đấy cái con mèo ở số 2 này nhá. Đấy, xem có giống không nhá. Có giống không ạ? Đúng không ạ? Giống y xì đúng không ạ? Con mèo đen này, con mèo này. Giống y hệt luôn đúng không ạ? Không khác một tí nào luôn. Đúng không ạ? Kể cả những cái lỗi, kể cả những cái lỗi ở mắt con này cũng giống y hệt luôn, không khác một tí nào. Đấy là cái cách để chúng ta tạo ra cái hình ảnh giống hệt hình ảnh mẫu. Ví dụ như là mình đưa ra một hình ảnh mà mình muốn làm giống cái hình ảnh đấy chẳng hạn, thì mình phải dạng thì dùng cái câu lệnh là sheet đó, được chưa? Ok nha. Thì ở đây cũng có một số cái ví dụ này cho anh chị em dùng cái tham số này, sheet này, rồi là same sheet tức là mình là dạng tạo ra cái hình ảnh gọi là giống như là cái hình ảnh trước đó. Đó. Đây này. Bình thường là mình sử dụng cái biểu tượng phong bì của đấy là mình tìm được sheet của thằng khác luôn, nhưng mà bây giờ không hiểu sao nó lại khóa, mình không tìm sheet được của thằng khác, chỉ tìm được cái sheet của mình thôi. Đấy, trong cái quyển này nó có cái hướng dẫn cách để tìm ra cái sheet của cái hình ảnh mà mình muốn đó. Rồi, cái lệnh stop thì không có gì cả, đó là mình chỉ muốn nó dừng ở chế độ là bao nhiêu phần trăm thì mình cho nó dừng thôi. Đấy. Dạ. Cái này thì không có gì. Style line, cách điệu, cái thằng này cũng rất là hay này. Đấy. Cách điệu style line thì nó mức độ ảnh hưởng đến cái việc mà tạo ra những cái biến thể khác nhau. Đấy. Như là ví dụ nhỉ, ở đây là style line là thấp là 50. Đấy, thì nó ra hình ảnh như này. Đấy, style line 100 là mặc định thì ra hình ảnh như này. Đấy, tuy nhiên style line mà lên 250 thì hình ảnh của nó sẽ bắt đầu có sự sáng tạo hơn. Đấy. Hình ảnh là style line 750 thì nó lại có sự khác đi một chút. Đấy. Như vậy là với mỗi một cái style line khác nhau thì nó sẽ ra những cái hình ảnh khác nhau. Đấy, tiếp tục một số ví dụ khác nữa. Ví dụ như là Apple. Đấy, chế độ là bình thường. Đấy. Starline đây là 625 này, 1000 này, 1200, 2000 này, 3000 này, 4000, 5000 này, 6000 này, 7000, 8000, 9000 này, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000. Thì khi mà Starline càng lên cao ấy, thì anh chị em thấy là gì ạ? Là nó bắt đầu nó cách điệu đi. Đấy, nó làm nó khác đi so với cả cái thực tế, khác đi so với bình thường. Đấy, cho nên chúng ta càng muốn là gì ạ? Cách điệu thì chúng ta càng để styline nó càng tăng lên. Đấy, ví dụ cả chuối chẳng hạn thì ban đầu nó còn giống hình quả chuối, về sau thì nó gì ạ? Nó chẳng ra hình quả chuối, nó ra thành cái khỉ gì ạ? Đấy. Được chưa ạ? Ừ. Nó còn styline mặc định của mình bây giờ là khoảng 750. Đấy. Tuy nhiên nó tùy phiên bản anh chị em nhé. Tùy phiên bản. Lê Văn Tiến. Máy đó hỏng. Anh chị em mới vào thì mình tắt mic đi nhé. Ok không ạ? Đó. Vậy Starline mà càng cao thì cái mức độ mà phá cách, mà mức độ nó giống như thằng Chaos ấy. Như thằng Chaos thì nó mang tính chất là tạo ra những cái biến thể độc đáo. Đấy. Còn thằng này thì nó lại tạo ra những cái phong cách khác. Đấy. Tạo ra phong cách khác.
Thêm một cái tham số nữa là tile, là lợp ngói. Lợp ngói tức là gì ạ? Nó tạo ra những cái lớp xếp với nhau. Đấy. Ví dụ như này, mình tạo ra một cái hình ảnh như này. Ví dụ như là colorful tiger strip đó. Là gì ạ? Là cái sọc sọc trên da con hổ ấy mà nhiều màu sắc. Đúng không ạ? Thì mình thêm cái này vào, mình thêm cái thai vào này. Mình thêm cái thai này vào một phát thì làm sao ạ? Thì nó nhân bản lên rất nhiều cái khung như thế. Để nó làm gì ạ? Để mình có thể tạo ra những cái tấm thảm này. Đấy, tạo ra những cái hình minh họa, họa tiết này, hình nền này. Đấy. Ví dụ như là bức tường chẳng hạn, bức tường thì mình có thể tạo ra đấy. Ví dụ như là bông hoa, một bông hoa cardboard, tức là gấp giấy. Đấy, bông hoa hồng cardboard. Đấy, nhưng mà thêm cái thai vào nữa thì nó sẽ nhân bản ra rất nhiều cái bông hoa như vậy. Đó, thì mình sử dụng như nào nó là tùy mình thôi. Tức là có thể là mình dùng một cách theo một cái ứng dụng nào đó, nhưng mà mình biết là nó có câu lệnh như vậy anh em nhé. Video thì ở trên cái phiên bản 4 hiện tại nó đang không áp dụng rồi. Video là mình thêm tham số cạch cạch video ở cuối ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái phim ngắn là cái quá trình, toàn bộ cái quá trình để tạo ra cái bức ảnh này. Đấy, và cái này là cái gọi là câu lệnh ẩn. Thì hiện tại thì nó không làm việc ở trên cái phiên bản Nizi và phiên bản V4. Nó chỉ hoạt động ở phiên bản 1.2.3 và test photo thôi anh chị em nhé. Đó, nó quá trình từ khi mà nó là hạt giống để nó tạo ra cái hình ảnh cuối cùng thì nó tạo ra một cái video, và để lấy cái video này thì mình cũng yêu cầu nó dạ gửi một cái emoji, đó là envelope. Thì khi mà envelope này có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là gửi cho tôi cái nội dung của cái bức ảnh này. Đấy, thì là gì ạ? Nhấn vào đây thì cái con bot nó sẽ gửi tin nhắn riêng cho mình anh chị em nhé. Đó, sau đó mình có thể copy download xuống, hoặc mình có thể là gì ạ? Lấy cái video này, đây nó video .mp4 đấy này anh chị em nhé. Cách dùng thì mình đưa cái kẹt video vào cuối câu lệnh, nhưng nhớ là nó không áp dụng cho cái phiên bản 4 và phiên bản mặc định mình đang dùng anh chị ạ. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đi đến những cái câu lệnh mà nó mang tính chất thú vị hơn. Đấy. Đấy, những cái tham số, mình có thể thêm vào đến những cái rất nhiều những cái tham số khác nhau. Đấy, ở đây thì đưa ra một số cái ví dụ thôi. Những cái tham số, ví dụ như là tham số về màu sắc chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều màu sắc khác nhau. Vẫn là cái con mèo đấy thôi, nhưng mà chúng ta có thể là gì ạ? Màu rền này, màu hổ phách này, màu thạch anh tím này, màu quả mơ chín này, màu nước biển trong này, đấy, màu nước đại dương này, màu xanh nước biển này, đấy, màu xanh nhạt này, màu be này, màu đen này, đấy, màu gì ạ? Màu xanh nước biển đậm này, màu burst là màu gì? Màu đồng này, màu nâu này, đấy, màu đỏ tía này, vậy, đấy, màu anh đào này, đấy. Ngoài ra thì có rất nhiều các cái màu khác nhau. Đấy, thì khi vào đây thì mình chỉ cần đơn giản là gì ạ? Mình copy cái tên của nó, sau đó mình dán vào thêm. Đấy, ví dụ như là blue red, blue yellow, rồi Christmas color, rồi colorful. Đấy, ví dụ thế. Bây giờ ví dụ mình đưa vào colorful đi. Colorful mình đưa vào gì ạ? Đưa vào con mèo. Đấy nhá. Mình sược này. Nhá. Mình ghi là colorful, colorful cat. Được chưa? Thì nó sẽ ra một cái khác hoàn toàn. Một con mèo nhưng mà lại khác hoàn toàn. Anh chị em nhé. Đấy. Và việc khi mà chúng ta có một cái bộ từ điển như này rồi ấy, thì mình biết là khi mà dùng cái câu lệnh đó thì nó sẽ ra được cái gì. Đấy. Ví dụ như là những cái thằng này. Đấy. Nó là gì ạ? Terra Chromaki. Chromaki. Đấy, tức là nó chroma key, tức là nó kết hợp nhiều màu sắc, nhưng mà lại Terra nữa thì nó lại gì ạ? Nó còn kinh hơn. Đấy, Terra Dick Color, đấy, nó lại ra nó kiểu khác. Đấy. Rồi là White Background, rồi là Vibrant gì đây. Đấy, bây giờ ví dụ mình lại copy cái thằng này, mình lại đưa vào. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Con mèo nhiều màu sắc nhìn phê không? Thêm mỗi cái Colorful, Colorful Cat thôi là anh chị em đã thấy gì ạ? Là ra những cái bức ảnh gọi là mang tính chất nghệ thuật rồi, đúng chưa ạ? Đấy, bây giờ mình lại gì ạ? Vibrant Cat đi, thì nó ra con gì? Đấy, được chưa ạ? Rồi, VD Green, thì nó ra con gì?
Nào, test thử nhé. Rồi. À. Rồi, anh chị em muốn cái gì nữa? Như độc độc là lạ. À, red blue. Ở dark mode. Dark mode. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây. Vidin. Anh chị em thấy không ạ? Đưa ra tác phẩm nghệ thuật đỉnh không? Anh chị em nhìn thấy đỉnh không ạ? Chỉ cần thêm một cái thôi, nó đã tạo ra vô cùng nhiều cái hay ho rồi. Không cần câu lệnh gì phức tạp đâu anh chị em ạ. Đấy, anh chị em nhìn thấy câu lệnh nó đơn giản không? Đây anh chị em nhìn thấy đi ạ. Cũng con mèo thôi. Mình chỉ điều chỉnh thêm một chút xíu thôi. Nó đã gì ạ? Nó đã ra những tác phẩm nghệ thuật cực đỉnh rồi. Đúng không ạ? Đấy. Vẫn là con mèo này nhá. Nhưng mà chỉ thêm một chút, thêm một chút, thêm một chút là ra những cái rất độc đáo rồi. Ok anh chị em. Đấy. Đấy. Và anh chị em nào mà chưa sở hữu cái cuốn sách này thì chúng ta nhanh tay sở hữu. Được chưa? Rồi, đấy là về màu sắc nhá. Ngoài ra thì nó còn về thẩm mỹ. Đấy, thẩm mỹ thì nó lại có rất nhiều những cái thẩm mỹ khác nhau. Đấy, cái này thì nó là từ khóa tiếng Anh. Cho nên là mình sẽ sắp xếp theo cái dạng là theo từ khóa tiếng Anh. Đấy. Đấy, ví dụ như là cái phong cách thẩm mỹ. Đấy. Nó có nhiều cái lắm. Afrofustic này, alien này. Alien là gì ạ? Là người ngoài hành tinh đúng không ạ? Đấy, kiểu kiểu vậy. À, bây giờ mình lại thử cho con mèo mà dạng alien xem này. Đúng không ạ? Ừ. Nha. À, alien cat. Rồi. Được chưa? Rồi, đấy. Đây là những cái phong cách khác nhau anh em ạ. Ani, cái này phong cách này nó không thể nào dịch sang tiếng Việt, dịch tiếng Việt không thể hiểu được. Đấy, hoặc là anime là chúng ta hay dùng đúng không ạ? Anime là gì ạ? Là hoạt hình, hoạt họa đấy đúng không ạ? Đấy. Rồi. Ở đây nó có gì ạ? Art and craft movement. Đấy, ví dụ thế. Được chưa ạ? Ừ. Thì mình có thể là gì ạ? Đưa cái này vào, mình tạo ra xem là nó ra cái gì. Đấy. Cat. Rồi. Rồi. Anh chị em thấy không ạ? Đây là gì ạ? Alien cat, con mèo gì ạ? Con mèo ngoài hành tinh. Anh chị em thấy hay không? Chỉ thêm đúng một cái từ khóa thôi nó đã tạo ra gì ạ? Tạo ra những cái biến thể rất là thú vị rồi. Con mèo ngoài hành tinh. Đấy. Được chưa ạ? Đấy, còn Virin Green này hình như là chưa chạy được. Đấy. Ở đây nó lại là gì ạ? Ở đây là một cái chế độ mà Add and Craft Movement. Đó. À, nó lại ra một cái hệ chơi khác này. Được không ạ? Đấy, anh chị em thấy không ạ? À, ra con mèo nó lại khác rồi này. Thấy không? À, con mèo nó lại kiểu như là mèo đất này. Đấy, mèo ở trong cái bức tranh này. Đấy, nó lại mang tính chất nghệ thuật nó lại khác. Đấy. Như vậy là gì ạ? Với mỗi một cái khác nhau thì chúng ta lại có những cái biến thể khác nhau. Đấy. Ví dụ ở đây là những cái từ khóa là từ D đến F này. Ví dụ như futuristic. Ví dụ futuristic nó là gì ạ? Nó là tương lai. Đấy, cái mang tính chất tương lai. Đấy. Ví dụ Dolly Key hay là Dolly Pump hay là Downtown Girl. Đấy, hoặc Downtown Cat. Đấy, con mèo mà ở vùng ngoại ô thì nó thế nào? Đúng không ạ? Hoặc là Dragon Core, tức là gì ạ? Xương rồng thì nó ra sao? Đúng không ạ? Đấy. Hoặc là trend là gì ạ? Là xoáy ốc thì nó ra sao? Thì mình cứ nhìn hình thôi. Mình nhìn hình mình thấy là mình muốn nó ra cái gì thì mình thử nghiệm. Được chưa ạ? Mình muốn nó ra cái gì thì mình thử nghiệm cái đấy nha anh chị em nhé. Đấy. Đó. Ví dụ như là Fairy Academy. Đấy. Fairy Academy. Kiểu kiểu vậy. Hoặc là Futuristic đi. Mình thử con Futuristic Cat đi. Đấy. Nha.
Futuristic Head. Đó. Đó. Đây này, con Vivid Green này. Vivid Green này thì nó lại à đây Vivid Green ra rồi, nên là mình lại làm hai cái. Đấy. Cũng là Vivid nhé, cũng là Vivid nhưng mà nó lại hai cái phiên bản nó lại khác nhau. Đấy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Cũng là Vivid Green nhé. Đấy thì chúng ta lại kết hợp là Vivid Green, Vivid Blue, Vivid Red, Vivid Yellow, Vivid Purple, Vivid Violet. Thế là mình đưa tất cả những cái từ khóa tiếng Anh nào mà mình biết, mình đưa vào. Đấy. Đây, anh chị em thấy không ạ? Futuristic Cat thì chúng ta thấy không ạ? Thấy những con mèo máy móc này, rồi những con mèo mặc áo giáp này, con mèo lại ở trong cái gọi là một cái xe tự hành kiểu kiểu vậy. Đấy, con mèo đeo cái mũ có vẻ rất là tương lai, đúng không ạ? Đấy. Hoặc là mình có thể là đưa vào là gì ạ? Vivid Red Cat. Đấy. Như vậy là gì ạ? Chúng ta học từ những cái bước cơ bản đơn giản như này ấy, là sau này anh chị em tạo ra được những cái hình ảnh ấy, là mình biết được là cái sản phẩm của mình ra nó sẽ hình dung, nó sẽ tương tự như thế nào. Được không ạ? Nó sẽ tương tự như nào, nó sẽ dạng dạng như nào. Đấy. Và việc của mình đó là gì ạ? Đó là thực hành nhiều thôi. Và ở đây thì chúng ta đã có một cái thư viện rất nhiều những cái từ khóa để mà chúng ta lựa chọn, chúng ta học tập rồi. Đấy, và việc của mình là cứ thế mà làm thôi. Hiểu chưa? Đấy. Ví dụ như là grandpa core, tức là gì ạ? Là nó mang tính chất là ông bà. Đấy, kiểu người lớn tuổi, đấy, kiểu kiểu vậy. Gairu là cái gì này? Đấy, Halloween, đấy ví dụ thế, con mèo Halloween thì sao? Hauntology là gì? Nó kiểu kiểu hơi kiểu ma quái, ma quỷ một tí. Đấy, thử phát con này xem nào. Đúng không ạ? Đấy anh chị em thấy không ạ? Vivid Red phát nó ra con mèo nó là gì ạ? Nó lại hay luôn. Bây giờ mà lại con mèo mà là gì ạ? Mà lại mang tính chất là hơi ma mị một tí thì sao? Đó. Anh chị em thấy không ạ? Như vậy là có rất nhiều những cái để cho chúng ta nghịch lựa chọn. Và đây là những cái mà chúng ta gọi là làm để chúng ta biết được cái kết quả, giống như cái người lập trình anh chị em. Cái người mới lập trình thì chỉ lập trình thì học theo cái mẫu của người đi trước thôi. Nhưng mà sau cái người mà lập trình mà thành tạo ấy, là họ tạo ra câu lệnh nào, họ biết được là câu lệnh đó nó sẽ diễn ra như nào. Tức là viết câu lệnh nào là đúng câu lệnh đấy. Đấy, chứ không phải mày mò, không phải thử nghiệm. Đó. Còn nếu như mà chúng ta chỉ có đi copy câu lệnh của người khác ấy, thì chúng ta chỉ biết câu lệnh đó thôi. Chúng ta không biết câu lệnh khác. Và chúng ta không sáng tạo được. Ở đây Huy muốn anh chị em đó là chúng ta tự sáng tạo ra. Và mỗi người hãy cho mình một cái phong cách sáng tạo riêng. Anh chị em thấy là những cái họa sĩ nổi tiếng như thế giới ấy, thì người nào họ cũng trung thành với một cái phong cách của họ. Được chưa? Họ không có các cái phong cách khác nhau. Các phong cách khác nhau thì nó chỉ mang tính chất đó là gì ạ? Là cái người chép tranh thôi. Còn cái người mà gọi là nổi tiếng ấy, thì bao giờ họ cũng sẽ có một cái phong cách riêng. Đấy. Ví dụ như là phong cách này, phong cách lấp lánh cả. Sparkle core. Đấy. Đấy. Thì đây là con mèo nó mang hơi hám, nó mang tính chất là gì ạ? Là hơi kiểu ma mị một chút. Đấy. Con mèo nhưng mà hơi ma mị một chút anh chị em ạ. Đấy. Bây giờ là gì ạ? Con mèo nó hơi lấp lánh một tí thì sao? Đấy, đúng không ạ? Rồi, có một con mèo mà nó mang tính chất là alien này. Có một cái mà nó hơi đắc nữa đâu nhỉ? Đấy. Đây nha. Con duck cat. Đó. Lấp lánh này. Đó, anh chị em thấy không ạ? Như vậy là gì ạ? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Lại ra một tác phẩm nghệ thuật nữa, rất là đẹp luôn này, lấp lánh này. Anh chị em thấy không ạ?
rất là hay luôn đó. Đấy, Duck Cat thì là con mèo nó màu đen thôi. Đấy. Đấy. Rất nhiều cái để anh chị em gọi là zombie core. Zombie core tức là gì ạ? Nó hơi mang tính chất là zombie một tí. Đấy, hoặc là Victorian God này, hoặc là vampire này. Vampire tức là gì ạ? Là ma cà rồng kiểu vậy. Đấy. Mình cứ thấy cái nào mà mình ưng ý thì mình cứ đưa vào mình test đi. Mình test nhiều mà, mình test càng nhiều thì mình sẽ càng tùy biến, càng hiểu thêm được cái câu chuyện của nó, cái cách để tạo ra rất nhiều những cái biến thể khác nhau. Đấy, mình thử cái zombie core này xem. Được chưa? Đấy, Duck này. Đấy. Vẫn là con mèo thôi anh chị em. Nhưng mà nó ra vô cùng nhiều cái biến thể khác nhau, anh chị em thấy không ạ? Mình thử thêm một cái nữa nhé. Weregod là chó sói. Rồi cái này là cái gì? Đấy. Vampire. Đấy, mình thử cái vampire đi. Vampire cat. Đấy. Đấy. Chúng ta xem con mèo mà zombie thì nó như nào. Ui, anh chị em thấy không ạ? Mèo zombie, à, kinh chưa? Anh chị em thấy có tính chất zombie vào đây chưa? Đấy, đúng không ạ? Đấy, mèo zombie nhá. Trông rất là kinh khủng đúng không ạ? Kinh dị đúng không ạ? Đấy. Rồi, con mèo mà vampire, tức là gì ạ? Ma cà rồng, dạng hút máu thì nó ra sao? Đấy. Mèo mà vác mắc cà rồng thì ra sao anh chị em thấy không ạ? Mèo mà mắc cà rồng thì trông nó kinh khủng như này, tài như tài rơi ấy. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Tài như tài rơi luôn đó. Ok không ạ? Đấy, như vậy là gì ạ? Là chúng ta có rất nhiều những cái biến thể khác nhau để chúng ta học. Đấy, ngoài ra thì nó còn các cái phương tiện, các loại bản vẽ. Đấy, ví dụ drawing tape. Đấy, thì mình sẽ có những cái phương tiện khác nhau, ví dụ như là vẽ dạng dot s này, hoặc là finger drawing này, vẽ tay này, vẽ bằng ngón tay hay sao, isolation bucket này. Đấy, rồi isolation là minh họa này, kiểu vậy. Đấy, ví dụ như là mình sẽ đưa nó vào cái dạng là drawing nhé, drawing dot add drawing đi, mình thử dùng cái thằng drawing đi, drawing cat thử xem nhé. Drawing cat đó. Đấy, ngoài ra thì mình sẽ có thể có những cái bút chì và than chì. Đấy, blackboard này, chalk này, chalkboard này. Đấy, phấn, viết phấn ở trên bảng. Tức là con mèo này có thể nó sẽ là gì ạ? Là một cái tác phẩm mà mình viết ở trên bảng, kiểu vậy. Thử xem nhá. Chalkboard. Đấy. Đấy. Đây là gì ạ? Đây là con mèo nó gì ạ? Được vẽ, anh chị em nhìn thấy cái tay không ạ? Đấy, là gì ạ? Drawing, tức là một cái bản vẽ, một cái bản vẽ con mèo. Đấy, con bản vẽ con mèo trên giấy này, anh chị em thấy không ạ? Tay nó đang vẽ con mèo trên giấy này. Đây, con mèo nằm trên giấy này, con mèo nằm trong giấy này, con mèo nằm trên cái tờ giấy. À, rất hay đúng không? In các loại mực. Đấy. Đấy, các loại mực khác nhau, mực in khác nhau. Đấy, thì nó lại ra những cái câu lệnh, những cái từ khóa nó lại khác nhau. Đấy. Đúng không ạ? Đó. Maker art này, wet easy maker này, whiteboard này. Đấy, fountain pen art này. Đấy, kiểu vậy. Painting tape là các loại tranh vẽ. À. Đây. Đây là con mèo ở cạnh cái bảng. À, đây là con mèo cạnh cái bảng, chứ không phải con mèo vẽ trên bảng. Đó, đúng không ạ? À, nhưng mà nó lại thì con mèo màu than màu đen màu mun ấy, màu đen ấy.
Đấy. Ở đây là cái dạng là vẽ tranh. Đấy, ví dụ như là ở đây là backlight plane này. Backlight plane này. Hoặc là airbrush S này. Đấy, mình thử con này xem nào. Được chưa? Mình thử này. Image. Đấy, CAD. Đó. Được chưa? Đó. Đó. Các loại hình nghệ thuật in ấn. Đấy. Ví dụ như là in 3D này. Đấy. Hoặc là concept art này. Digital art này. Đấy, hoặc là inkjet printer này. Nhiều vô cùng anh chị em ạ. Đấy, thì đây nó giống như là một quyển từ điển này. Để anh chị em gì ạ? Anh chị em có thể dựa vào để anh chị em hoặc nghệ thuật gấp giấy. Đấy, mình có thể gấp giấy ra hình con mèo. Origami là chỉ là một trong các loại hình nghệ thuật gấp giấy thôi. Kirigami hay là Chinese paper hay là modular origami hay là rigid origami. Đó. Đó, ví dụ mình chọn cái thằng Chinese part art này. Đấy. Đây là gì ạ? Airbrush. Đấy, Airbrush art tức là cái con mèo vẽ bằng cái màu nó hơi bay một tí. Đó, nghệ thuật vẽ mà nó bay một tí. Anh chị em thấy không ạ? Như vậy là mình lại tạo ra những cái tác phẩm nghệ thuật, tạo ra những cái hình ảnh nó hoàn toàn gì ạ? Hoàn toàn khác. Và khi là mình nắm được cái bí kíp này rồi ấy, thì làm sao ạ? Thì mình sẽ tạo ra được vô cùng nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật mà nó độc đáo và nó riêng. Và mình biết được là cái đấy nó diễn ra từ đâu, cái dịch ngược lại là từ cái, ví dụ người ta đưa ra một cái hình ảnh như này mà bảo mình vẽ theo cái chủ đề này mà mình không biết thì mình vẽ làm sao được, không biết cái từ khóa thì mình vẽ làm sao, đúng không ạ? Đấy, và nếu như mình không biết từ khóa thì sao ạ? Thì mình vào đây mình xem cái hình ảnh này nó giống này, sau khi mình thấy nó giống thì bắt đầu mình suy ngược lại cái từ khóa, kiểu như vậy. Thì đấy là cách để mà mình tạo ra những cái ảnh và bức ảnh nghệ thuật, đúng không ạ? Ok, còn nhiều cái nữa. Ví dụ như là chạm khắc gỗ, đá, hoa văn, hóa thạch. Đấy, ví dụ như là đây là đá quý này. Đấy, con mèo mà kết hợp với đá quý thì nó ra cái gì? Đấy, thì mình cũng phải thử thôi anh chị em ạ. Mình cứ phải thử thôi. Đó. Hoặc là con mèo mà dạng kiểu hóa thạch, xương hóa thạch thì sao? Đúng không ạ? Đấy, dạng là khắc kiểu trên đá này thì sao? Đấy, khắc trên gỗ thì sao? Đấy, hiểu không ạ? Paper made, làm từ giấy. Đấy, paper cut, làm từ giấy cắt. Đó, anh chị em thấy không ạ? Là mình sẽ tạo ra vô cùng nhiều. Đây là gỗ, khắc trên gỗ này. Đấy. Cái này theo phong cách là Maya này. Đấy. Phong cách là Hearthstone này. Finger này. Điêu khắc này, đây là những cái tác phẩm điêu khắc nhé. Đấy, hoặc là gì ạ? Là cái phiên bản mà gọi là nó mang tính chất là ấy thì sao? Đây, con mèo mà kết hợp với đá quý thì sao ạ? Con mèo đeo rất nhiều đá quý này, chị em thấy không ạ? Đấy, rất nhiều đá quý này. Đấy, thế nếu mà mình đưa vào là ở Bijou Girl thì sao? Kiểu vậy. Bijou Beauty Full Girl kiểu vậy. Thì nó sẽ ra cái gì? Đó, đúng không ạ? Đấy, ngoài ra thì còn có đồ gốm và thủy tinh. Đấy, mình có thể tạo ra những con mèo bằng gốm hoặc bằng thủy tinh. Đấy. Đúng không ạ? Rất nhiều những cái hình ở đây thì mình có thể đưa vào. Ví dụ như là cái hình này đi. Đấy. Grass booming tức là gì ạ? Là thủy tinh nhưng mà nó lại đang bùng cháy, bốc cháy. Đấy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Một cô gái mà lại có thêm cái gì ạ? Cái bijou vào nữa thì sao ạ? Rất nhiều đá quý này,
anh em thấy không ạ? Lại tạo ra cái hình ảnh nghệ thuật rất là độc đáo, rất là lạ mắt đúng không ạ? Đấy. Mà câu lệnh nó rất đơn giản thôi, nó không có gì cầu kỳ cả. Quan trọng nhất là mình biết nó ở đâu để mình tìm, biết nó ở đâu để mà mình gì ạ? Mình xem. Đấy, ở bowling cat thì nó lại gì ạ? Là con mèo chơi với cả cái bình thủy tinh ấy, cái bình thủy tinh grass blowing, nghĩa là cái bình thủy tinh. Đó. Ok không ạ? Đấy, con mèo này. Đấy, kiểu thủy tinh thổi, thổi thủy tinh. Đó. Ok nha. Rất nhiều cái đúng không ạ? Đấy. Rồi, ngoài ra thì có rất nhiều những cái từ khóa. Huy đã thống kê ở đây 50 từ khóa Midjourney giúp tạo ra kết quả thú vị. Đấy. Thì chúng ta có thể kết hợp những cái từ khóa như là person là người này, message tin nhắn này, selection này, pizza này, classroom này, description này, reaction này, phản chiếu này, store grade này, rồi là this này, send này, send difficult này, winter này. Đấy, anchor này, fast này, fetch này, bird này, song này. Đấy. Thì mỗi một cái từ khóa này mình có thể là gì ạ? Tạo ra những cái kết quả nó thú vị. Đấy, mình kết hợp vào. Hoặc là gì ạ? 250 cái câu câu nói truyền cảm hứng, tức là những cái gì ạ? Những cái từ khóa truyền cảm hứng cho câu lệnh gì ạ? Midjourney. Đấy, ví dụ như là attract express này, là trường phái trừu tượng này, attraction là trừu tượng này, học thuật này, hội họa hành động này, thực tế này. Đấy, actuality này, thẩm mỹ này, đấy, nhôm này, đấy, góc cạnh này. Thì là mình dạ, mình vào đây mình copy, mình test. Đó, thì Huy đã tổng kết, thống kê, tổng kết cho anh chị em ở đây rồi. Đấy, fingertip là hình tượng này, là finger là hình tượng này, phim này, đấy, phone này, đấy, foreground này, phần trước này, form là hình thức này. Đấy, rồi là fuller rims này, chủ nghĩa tương lai. Đấy, ví dụ thế. Hoặc graphic là đồ họa này, đấy, kiểu kiểu vậy. Đấy, iconography này, biểu tượng học này. Đấy, idol là tín ngưỡng này. Đấy, kiểu kiểu vậy. Impressionist này, chủ nghĩa ấn tượng này. Đó. Mình nhận rất nhiều những cái từ khóa. Đấy. Magic này. Magic Latin này, máy chiếu ảnh này. Đó, material vật liệu này, medium là phương tiện này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Sáp là hình dạng này, đổ bóng set là đổ bóng này. Đó, đúng không ạ? Scene là cảnh quay này. Hiểu chưa? PVC là nhựa này. Profile là hình mặt nhé. Đấy, portrait là chân dung này. Pose là tư thế này. Đấy, hiểu chưa? Đây là những cái từ khóa để giúp cho mình ạ? Có thêm những cái ý tưởng để mình đưa vào. Hoặc là như này. Hoặc là mình nhìn thấy cái từ khóa của họ. Đấy ạ. Mình nhìn thấy cái từ khóa của họ nhưng mình không hiểu cái ý nghĩa của nó. Thì mình có thể là gì ạ? Mình có thể học ở trong chỗ này. Và mình lấy cái này để mình làm bài tập, mình làm ví dụ. Anh chị em nhé. Đó. Có rất nhiều những cái phụ lục mà Huy đã tổng hợp thống kê. 50 câu lệnh đỉnh cao của Midjourney được nhiều người dùng này. Đấy. Thì nó cũng được có những cái thống kê. Đấy. Có hình ảnh đi kèm luôn. Đấy. Thì vâng. Admin ơi. Admin có đấy không? Anh em vào thì mình đừng bật mic nhé. Rồi. Ok không ạ? Đấy. Thì ở đây có rất nhiều những câu lệnh, mình chỉ việc copy vào thôi. Đấy nhỉ? Đó. Có rất nhiều câu lệnh này. Mình chỉ việc copy vào để mình test thôi. Được chưa ạ? Để mình thực hành nhá. 50 câu lệnh để mình thực hành. Đây có nhiều người sử dụng nhưng nó thống kê. Đó. Đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo này. 45 nghệ sĩ nổi tiếng có phong cách độc đáo. Tức là gì ạ? Khi mà chúng ta sử dụng ấy thì chúng ta có thể đưa vào cái phong cách của cái chủ nghĩa của cái nghệ sĩ đó. Ví dụ như là Pablo Picasso chẳng hạn. Bây giờ được con mèo mà được vẽ bằng phong cách Pablo Picasso thì nó sẽ ra sao?
Đấy. Đây. Con mèo mà lại gì ạ? Mà lại có cái gọi là bone core, tức là cái diện là cái khung xương. Cái khung xương con mèo ấy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Khung xương con mèo thì nó lại ra cái thể loại này. Thế bây giờ mình nhìn thấy ở trên mạng nó có cái hình ảnh này. Thế mình bảo là gì ạ? Làm thế nào để tôi vẽ được cái con mèo giống như thế này bây giờ? Thì bây giờ mình biết cách để mà mình viết rồi đúng không ạ? Biết cách để mình vẽ rồi đúng không ạ? Đấy, mình chỉ cần biết cái từ khóa thôi, sau đó mình đưa thêm cái từ khóa vào. Đấy. Đây là con mèo được vẽ theo phong cách của Pablo Picasso anh chị em nhé. Đây là con mèo được vẽ theo phong cách của Pablo Picasso. Được không anh chị em? Đấy, như vậy là mình không cần phải là Pablo Picasso, mình có thể vẽ được những cái hình ảnh như này. Sau đó làm sao ạ? Mình upscale nó lên. Đấy, sau đó mình in ra, mình làm bức tranh, mình treo lên tường. Anh chị em thấy sao ạ? Đấy, mình không cần phải đi mua tranh ở ngoài kia. Đấy, mình dùng cái bức tranh này, mình upscale lên, mình treo lên tường thì là sao ạ? Là mình bán được cái bức tranh đó, đúng không ạ? Bình thường mỗi bức tranh như vậy anh chị em biết là nó mua bao nhiêu ạ? Vài triệu cho đến vài chục triệu tùy vào tác giả. Thì những cái bức tranh mà họ sao ấy thì họ chỉ là có chụp ảnh lại xong rồi họ in thôi, chứ không có chuyện mà vẽ lại đâu. Vẽ lại là những người chép tranh, thì cái bức tranh mà người ta chép ấy cũng rất đắt anh em ạ. Cái bức tranh mà người ta chép mà vẽ trên sơn dầu hoặc vẽ trên giấy thật ấy cũng rất đắt. Nhưng đa số cái bức tranh mà nó treo ở trên các cái nhà hàng, các quán ăn rồi các khách sạn ấy thì đa số là cái bức tranh tranh chụp độ nét cao xong đó là gì ạ? In ra. Đó. Và chúng ta có thể tạo ra một cái ngành công nghiệp hoặc là một cái ngành nghề mới, đó là gì ạ? Là in những cái bức tranh này ra xong đó là gì ạ? Là đóng khung vào thật là đẹp, xong đó là gì ạ? Là bán cho khách hàng. Anh chị em nghĩ sao nếu mà mình làm cái việc này kiếm tiền được không ạ? Được đấy, đúng không? Đấy, Van Gogh này rồi rất nhiều các nghệ sĩ khác nhau, vì đã có thống kê ở đây rồi. Đấy, tiếp theo là 25 nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Với mỗi một nhiếp ảnh gia này họ có một cái phong cách riêng. Đấy. Đấy, chụp ảnh đường phố, chụp ảnh mỹ thuật, đấy, chụp ảnh khái niệm, chụp ảnh thời trang, chụp ảnh phong cảnh, chụp ảnh tài liệu, chụp ảnh siêu thực. Đấy, chụp Man Ray này, chụp ảnh siêu thực. Ví dụ thế. Thì mình thử xem cái phong cách của ông này nó như thế nào. Được chưa? Thì mình sẽ ra được ngay nhá. Phong cách nhiếp ảnh khác nhau nó sẽ ra. Tác giả truyện tranh nổi tiếng anime style. Đấy, ví dụ Dragon Ball thì có ông tác giả là gì? Studio Ghibli, Kiara, God of Cell, Final Fantasy. Ví dụ như là mình đưa vào cái Final Fantasy cũng được. Đấy chưa? Đấy. Đấy. Final Fantasy Cat. Đó, thì nó sẽ ra được cái hình ảnh như này. Đấy. Ví dụ như là Man Ray Cat thì nó lại ra được cái hình ảnh siêu thực, nó lại như này. Đấy, hình ảnh con mèo nó lại siêu thực như này. Đấy. Cái ông này này, ông này là ông Man Ray này. Ông này ông hay chụp những cái bức ảnh nó kiểu như này. Đó, và con mèo này nó được chụp ảnh theo cái phong cách của ông ấy, phong cách siêu thực, tức là nó không giống bình thường. Nó không giống đấy. Đấy. Hoặc là con mèo mà trong cái Final Fantasy chẳng hạn thì nó lại ra kiểu gì? Đấy. Anh em thấy không ạ? Rồi Astro Boy, Death Note, rồi One Piece. Đấy, ví dụ như là mình có thể chọn cái là One Piece hoặc là mình là Eroda. Đấy, mình copy cái này vào. Đấy. Được chưa? Nhấn image cat. Đó. Đây, phong cách Final Fantasy đây. Đấy, nó lại ra thể loại như này. Đấy, con mèo mà ở trong cái truyện Final Fantasy hoặc game Final Fantasy thì là gì ạ? Nó lại ra cái hình ảnh như này. Đó, anh chị em thấy không ạ? Như vậy là gì ạ? Chúng ta có rất nhiều những cái gợi ý ở đây để làm gì ạ? Để mà chúng ta tạo ra vô vàn những cái tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Và ở đây chúng ta giống như là những người nghệ sĩ, việc của chúng ta đó là gì ạ? Hãy sáng tạo phong cách riêng của mình. Như Huy nói rồi. Được chưa ạ? Rồi những nhà thiết kế thời trang. Đấy, Valentino này, rồi Oscar de la Renta này. Đấy, rồi Vera Wang này, thì mỗi một cái nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, Gucci này, Dior này, thì lại họ có những cái phong cách riêng của họ. Chanel này, Prada này, Versace này, đúng không ạ? Tom Ford này, Balmain này, đấy, ví dụ thế. Nó rất nhiều anh chị ạ. Rồi.
tổng hợp 516 câu lệnh Midjourney thú vị. Đấy, 516 câu lệnh Midjourney thú vị này. Đấy. 30 câu lệnh nói về chủ đề tận thế ở trong phim và sách này. Chúng ta chỉ làm việc gì ạ? Mỗi việc là copy thôi. Đấy, copy xong đó mình dán vào để mình thử nghiệm thôi. Đấy, hoặc là nhiếp ảnh, văn học, phim này, kiến trúc này, ví dụ thế. Về kiến trúc này. Đấy, thì mình có thể là gì ạ? Mình sẽ copy một cái. Mình copy một cái này. Được chưa ạ? Mình copy một cái này. Đấy. Để mình dán vào đây. Đây, con mèo theo cái phong cách của Eiichiro Ada. Đấy, con mèo theo phong cách của Eiichiro Ada. Đấy, anh chị em ạ. Thấy không? Thì nó tạo ra được cái hình vẽ nó theo cái phong cách của ông đấy. Cái ông đấy ông vẽ phong cách này thì mình đã tạo ra con mèo theo phong cách của ông ấy. Được chưa? Đấy. Đấy, những cái kiến trúc chẳng hạn thì mình làm sao ạ? Mình copy vào đây. Đấy, là mình tạo ra những cái gì ạ? Những cái hình ảnh kiến trúc nó rất độc đáo như này, cây nhà ở trên cây này. Đấy. Rất độc đáo. Thì những cái câu lệnh này nó đã được tạo sẵn rồi. Anh chị em chỉ việc copy vào để mà gì ạ? Để mà test thôi. Đấy. Được chưa ạ? Một cung điện lớn tân cổ điển theo phong cách của Jonas này, được bao quanh bởi những khu vườn rộng lớn này, được nhân viên chính thức các cột lớn đá cẩm thạch và các chi tiết vàng trang trí công phu này. Đấy, hay là một lâu đài bí ẩn, hay là theo cái phong cách là Gothic này của H.R. Giger này, tức là một tác giả nào đó, với những tòa tháp tối tăm nghiền ngẫm gai nhọn và các chiến đấu xoắn ánh sáng rực rỡ kỳ lạ, kiểu vậy. Hoặc ngôi nhà hiện đại tối giản theo phong cách của Miles van der Rohe, với các đường nét sạch sẽ, vật liệu đơn giản và cửa sổ lớn cung cấp tầm nhìn sâu rộng ra vùng nông thôn. Đấy, kiểu vậy anh chị em ạ. Đấy. Đó. Đấy, ở đây thì nó lại ra kiến trúc nó kiểu rất là độc đáo như này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Rất là độc đáo, sáng tạo đây này. Có cầu thang đi đây này. Đây một cái tòa nhà. Đấy, một cái tòa nhà với những cái xoắn ốc, tạo hình nghệ thuật rất là lạ mắt. Đó. Đấy, đây là một cái ngôi nhà nó mang tính chất tối giản ở view ra bên ngoài. Đó. Thấy không ạ? Cửa kính rộng này. Đấy, nhìn ra toàn cảnh vùng nông thôn này. Đó, theo phong cách của Mai Van der Rohe này. Đấy. Được chưa ạ? Vật liệu đơn giản này. Đó, anh chị em thấy không ạ? Cực kỳ là gì ạ? Hay luôn. Đó. Đấy, ngoài ra thì có 246 câu lệnh. 246 câu lệnh. Đấy. 246 câu lệnh này có sẵn rồi, anh chị em chỉ việc copy paste thôi. Copy paste để tạo ra được những cái bức ảnh. Đấy, ví dụ như là một bức chân dung tối giản cùng chú chim cánh cụt đội một chiếc mũ monocle hàng đầu theo phong cách này. Một bộ truyện tranh của Wonder Woman thưởng thức một con chó nóng hot dog ở trên đỉnh tháp Eiffel. Đây là cách để mà mình xây dựng cái trí tưởng tượng của mình. Mình tạo ra những cái trí tưởng tượng của mình. Tức là mình hình dung cái text ấy, mình hình dung trong đầu, nhưng mà để tạo ra được cái hình ảnh chân thực tế thì mình làm như nào, đúng không ạ? Đấy. Retro comic strip Wonder Woman enjoy a hot dog on top of Eiffel Tower. ăn cái gì ở trên đấy. Đấy, nó lại comic strip nhá. Đấy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, đang ăn kem này, rồi ăn bánh này, rồi ăn gì đây này. Đấy, đấy. Ngồi trên đỉnh tháp Eiffel. Đấy, hoặc ngồi đang thưởng thức tháp Eiffel. Đó. Anh chị em thấy không ạ? Nó tạo ra rất nhiều những cái thử nghiệm khác nhau. Thì đây là những cái mà tôi đã sưu tập và biên soạn cho anh chị em có tiếng Anh, tiếng Việt để mình có thể hiểu thêm. Rồi,
Đấy, một vài cái như vậy để anh chị em tìm hiểu thêm về tham số của Midjourney. Đó. À, ngoài ra thì những cái công cụ hỗ trợ cho câu lệnh thì Huy cũng có đặt ở đây những cái công cụ để anh chị em hỗ trợ cho anh chị em để tạo ra những cái câu lệnh khác nhau. Ví dụ ở đây nhé, chúng ta có account đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thêm vào cái style. Đấy, thay vì là chúng ta vào bên kia thì chúng ta sang bên này. Đấy, chúng ta chọn cái emperor. Đấy, chúng ta nhấn continue thì ngay lập tức nó tạo ra câu lệnh ở đây cho chúng ta này. Đấy chưa ạ? Đấy, việc của chúng ta là copy cái prompt này này. Được chưa ạ? Copy này. Hoặc là gì ạ? Chọn vào đây copy này. Được chưa ạ? Xong sang cái bên này. Chúng ta hiểu dán vào thôi. Chúng ta không cần phải gì ạ? Gõ cái image nữa. Anh chị em thấy hay không ạ? Đó. Đó. Đấy, chúng ta lại muốn thêm là nó thêm cái lighting vào nữa. Lighting ở đây thì chúng ta muốn thêm tít electrical fluorescent đi. Đấy. Hoặc là electrical đi, thêm hai cái này vào luôn. Đúng không ạ? Nhấn continue thì nó lại gì ạ? Nó lại thêm vào đây. Chúng ta nhấn copy này. Được chưa ạ? Vào đây. Chúng ta việc paste rồi. Thế là xong. Chúng ta không cần phải ấy nữa. À, cái này là nhiều ấy quá. Ừ. Ông Nhân này, ông Nhân ông từ từ ông đừng nghịch nữa, để tôi làm nó xong đi đã ông Nhân ơi. Nhân ơi. Đừng nghịch nữa. Cùng lúc nó chỉ được 3 cái job nó làm một lúc thôi. Ok không ạ? Đây. Con mèo mà nó có cái gọi là màu lông dạng amber, tức là dạng kiểu hổ phách ấy, màu lông dạng hổ phách ấy, thì nó ra như này. Đấy. Còn con mèo mà lại gì ạ? Lại có cả vừa amber, vừa fluorescent, vừa electric. Đấy, thì nó ra như này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Electric thì nó gì ạ? Nó hơi có mang tính chất điện điện một tí. Đấy, fluorescent thì nó mang tính chất là phát sáng một tí. Amber thì nó mang tính chất là màu vàng, ánh kim, đó, kiểu kiểu như vậy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Là mình dùng cái này thì nó sẽ rất là tiện luôn. Đó, ví dụ như là artist, mình lại có cái phong cách của một cái người nào đó, được chưa? Mình lại đưa vào đây. Đấy, hoặc camera, mình chọn là panorama 360 độ hay là macro lens. Đấy, thì nó lại ra cái khác. Anh chị em ví dụ cho macro lens vào thì nó lại ra cái khác luôn. Đó, nhấn continue. Đấy, vẫn là cái này thôi. Nhưng mà thêm cái macro vào một phát thì nó lại khác luôn nhá. Đấy. Đấy, hoặc là material. Material là cái vật liệu ấy. Đấy, mình có thể thêm cái phần vật liệu vào đây. Về sứ này, về vải này, về sợi quang này. Đấy, về foil glass này, gold này. Đấy. Ví dụ thế. Đấy, kẹo này. Đấy, về da này. Đấy, magma này. Đấy. Nickel này, ni lông này, giấy này, đấy, quặng này, nhựa này, đấy, da này, gỗ này. Đó, ví dụ mình đưa vào cái da đi. Đấy, mình đưa thêm là cái da vào. Xong mình lại copy thằng này, mình dán vào đây. Đấy. Đây, ví dụ như thằng này nhá. Nó thêm một cái nữa là macro lens. Macro lens thì nó là gì ạ? Nó lại tạo ra những cái nó gì ạ? Nó chiều sâu hơn. Nó gần hơn macro lens, tức là cái đấy nó đi sát vào hơn. Đó, anh chị em thấy không ạ? Và nó tạo ra những cái hình thái mà mình cũng không hiểu nó cái gì luôn. Đó. Dạ. Mình đưa nhiều câu lệnh quá thì thành ra nó bị nhiễu. Nó bị nhiễu vì nhiều câu lệnh quá. Đấy. Mình bỏ bớt đi một cái thì nó sẽ dễ hơn. Đây là nó lại có. Đấy. Đó, nhiều câu lệnh quá nó bị nhiễu rồi. Đấy. Thì mình bỏ bớt đi. Mình clear on đi. Đấy, bây giờ nó chỉ là gì ạ? À, bằng aluminum này. Đấy, được chưa ạ? Đấy, cat. Đấy, nhấn copy. Được chưa? Đấy, thế là nó nhanh không? Anh chị em thấy là mình nghịch cái này, mình nghịch kiểu này nó nhanh hơn. Mình nghịch kiểu này nhanh hơn cái kiểu kia là kiểu thủ công, kiểu này là kiểu công nghiệp. Mình nghịch kiểu này nó nhanh hơn. Đấy, thì mình nghịch càng nhanh ấy, anh chị em hiểu này. Mình học lý thuyết là một rồi, nhưng mà mình phải dạ, thực hành. Đấy, mà mình thực hành càng nhanh ấy thì nó lại tạo ra cái kết quả nó càng gì ạ? Nó càng thú vị, càng hay.
Đó. Đấy. Rồi, aluminum tức là thép không gỉ, nó kiểu kiểu như vậy. Thì nó xem anh chị em sẽ tạo ra cái con mèo nó như nào. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây này, thấy không? Đấy, con mèo này nó thiết kế được làm bằng thép không gỉ này. Được chưa? Đấy, thấy chưa? Đây cũng thế này. Làm bằng những cái sợi thép này. Đấy, bên này thì con này đeo những cái vật liệu thép này. Đấy, con này thì có những cái sợi thép nó quấn xung quanh này. Đó, anh chị em thấy không ạ? Đó. Thì như vậy là gì ạ? Với đây là một công cụ thôi nhá. Quý hỗ trợ cho em công cụ khác nữa. Đấy, đây công cụ khác nữa. Anh chị em cũng chỉ cần gì ạ? Két đưa vào đây. Đấy, chúng ta có thể subject này. Đó, đưa thêm cái subject vào đây. Đấy, két này. Crown này. Drink gun. Đấy, mình có thể đưa thêm cái subject vào đây. Đấy. Đấy, sau đó thì mình có thể chọn. Ở đây thì cái thằng này thì nó chỉ support đến phiên bản version 3 thôi. Đấy, version 3 thôi. Đấy, nó có rất nhiều những cái để mà mình lựa chọn này. Đây là khung hình này. Đấy, mình có thể lựa chọn khung hình này. Đấy, 43 thì nó gần với cả telephim này. Medium là phương tiện này. Đấy. Đấy. Phương tiện nào này. Màu sắc này. Đấy, maroon này, nó rất nhiều màu sắc ở đây này. Đấy, light green này. Đấy, một miêu tả này. Đấy, classical hay là fantastic này. Đấy. Đây là tác giả này. Đấy. Đấy, được chưa? Lighting này. Bright light hay là candle light. Đấy, camera này. Đấy, macro hay là super resolution hay là panorama này. Đấy. Thì mỗi cái này thì nó sẽ tạo ra cái này. Thế theo mình việc của mình là copy câu lệnh này. Đó, xong rồi mình lại dán vào đây. Được chưa? Đấy. Như vậy là gì ạ? Đây là cái công cụ để tích hợp sử dụng nhá anh chị em nhé. Đấy, ngoài ra thì đây là một công cụ khác nhé. Nói chung là trong cuốn sách này ấy, là anh chị em có đủ hết tất cả công cụ để đồ chơi anh chị em chơi rồi, không cần phải đi tìm ở đâu nữa. Nó quá nhiều để anh chị em chơi rồi. Đấy, ví dụ ở đây nhé. Thì mình có thể thêm cái image prompt vào đây, tức là cái hình ảnh. Mình muốn đưa cái hình ảnh nào vào đây. Được chưa? Mình có thể add một cái hình ảnh vào đây. Được chưa? Đó. Ví dụ như cái hình ảnh đấy thì mình có thể lấy ở trên mạng. Được chưa? Một cái hình ảnh nào đó ở trên mạng, ví dụ như là lâu đài chẳng hạn. Đấy, mình có thể lấy một cái hình ảnh ở trên mạng. Đó, bất kỳ. Đấy, xong mình copy cái đường link này, sao chép cái địa chỉ ảnh. Cái địa chỉ này, sao chép cái địa chỉ ảnh này. Đó. Xong mình dán vào đây. Đấy, được chưa? Đây là mình muốn thêm cái ảnh nữa, mình dán vào đây. Được chưa? Xong chỗ này mình thêm chữ Cat. Được chưa? Đấy, mình có thêm các phần ảnh nữa. Vào đây, ví dụ như là running. Ví dụ thế. Đấy, mình đã thêm cái nữa vào đây. Đó, thì nó sẽ tự động nó sẽ lên trên này. Đó, mình gì ạ? Run prompt now. Thì nó lập tức nó chạy ra cho mình. Đó, thì đây là cái câu lệnh để nó dùng ở trên cái thằng Creative Fabrico. Đấy, mình có thể tạo luôn. Đấy, thì phải đăng nhập nó vào. Được chưa? Đấy, hoặc là mình copy này. Mình copy này. Mình sẽ đưa vào Discord. Đấy, được chưa? Nhấn Enter. Ở đây là gì ạ? Là cat này. Cái gì đây này? Con mèo xong rồi lại gì candlelight xong rồi light green xong rồi panorama, mình chọn rất nhiều tham số cùng nó gì ạ, nó tạo ra một đồ thứ lung tung vào đây. Mình chọn nhiều tham số quá cho nên là nó gì ạ, nó bị loạn, cho nên là chúng ta cũng lưu ý là chúng ta không nên chọn quá nhiều tham số anh chị em nhé. Rồi ở đây thì chúng ta thấy một con mèo đang chạy ở bên cạnh một cái tòa lâu đài. Mà cái hình ảnh tòa lâu đài đấy là do mình đưa vào. Đó, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Như vậy là chúng ta đã có thể ghép cái hình ảnh con mèo với tòa lâu đài và con mèo này thì đang chạy. Đó, và anh chị em thấy là cái cách mình làm nó cũng rất là nhanh, rất là nhàn, đúng không ạ? Mình chỉ cần đưa vào cái ý tưởng thôi, nó ngay lập tức cũng đưa ra cho mình cái câu lệnh. Việc của mình là chỉ là copy và paste thôi. Được chưa ạ? Đó. Đấy. Mình có thể thêm hình ảnh vào đây, mình thêm hình ảnh số 1, hình ảnh số 2, thêm cái câu lệnh số 1, câu lệnh số 2, câu lệnh số 3 vào đây. Thế ngay lập tức nó dạng, nó cho mình cái dạng
cái câu lệnh ở đây. Nó có chữ image luôn phía trước này, được chưa? Mình chỉ bật copy thôi, được chưa? Hoặc là đăng nhập vào cái bên này để mình tạo. Bên này nó cũng có một cái kênh tạo hình ảnh riêng. Nó có chung có rất nhiều những cái con AI để tạo hình ảnh nhé. Tiếp nữa lại cho anh chị em một công cụ nữa để mà anh chị em gọi là tạo hình ảnh, đúng không ạ? Đấy. Đấy, mình có thể search những cái hình ảnh ở đây để mình tạo. Đấy. Đấy, mình search hình ảnh đây để mình tạo cái hình ảnh mà mình mong muốn, đúng không ạ? Đấy, mình có thể tìm hình ảnh ở đây. Đấy. Đấy, ví dụ như là mình chọn cái hình ảnh này. Đấy, thì mình có thể copy cái câu lệnh này. Thấy chưa? Mình copy câu lệnh này. Đó. Đó. Những câu lệnh hay nhất thì nó được được liệt kê ở đây. Và việc của mình đó là tìm. Ví dụ như là a cat. Đấy. Đấy, a cat. Một câu lệnh là a cat. Tìm với cả Midjourney. Đó. Thì nó sẽ ra được rất nhiều cho mình, rất nhiều những cái hình ảnh mà có hình con mèo mà do mọi người tạo ra ở Midjourney. Anh chị em nhé. Đấy. Bắt mình sign up. Rồi. Đấy, sign up xong thì nó mới cho mình xem tiếp. Đấy. Cơn đi. Đó. Anh em thấy không ạ? Đó. Thì mình cũng giống như ở các cái kênh kia là mình có thể copy được cái câu lệnh của họ, đúng không ạ? Copy câu lệnh của họ để mà mình tạo ra cái của mình. Đấy, ví dụ như là những cái postcard này. Đấy, ví dụ như là chân dung đó. Đấy, đấy, hoặc là photography. Đấy, tức là những cái hình ảnh mang tính chất là giống như ảnh thật ấy, ảnh chụp ấy, giống như ảnh chụp. Đấy, đấy. Hoặc là anime. Đấy. Đấy, kiểu hoạt hình. Đấy, đấy. Đó. Hoặc là fashion, tức là thời trang. Đấy. Ừ, xin lý biết nồng ghép cầm đế. Nồng ghép ok không ạ? Đấy. Thời trang này anh chị em thấy những thiết kế những cái bức những cái đôi giày này, những cái quần áo này. Đấy, anh chị em đấy. Mình có thể ứng dụng ChatGPT Midjourney để thiết kế thời trang anh chị em nhé. Đấy, ví dụ đôi giày Nike, anh chị em nhìn thấy đôi giày Nike thiết kế này đẹp không? Đấy, mình có thể là thậm chí là bán cái thiết kế này cho những các cái đơn vị đấy được. Kiểu kiểu vậy. Ok không ạ? Đó. Nó rất nhiều các cái tính năng để cho chúng ta có thể là lựa chọn. Ok nhé. Thì đấy là một vài cái. Ngoài ra thì những cái trang web để giúp mình có thể upscale hình ảnh này. Đấy, thì ở đây là một loạt, tôi đã liệt kê ra một loạt những trang web để anh chị em có thể upscale cái hình ảnh của mình lên. Đấy, mình chỉ việc bấm vào đây thôi. Xong mình upload cái video, upload cái image của mình lên. Đấy, ví dụ như là mình có một cái hình ảnh nào đó mình vừa mới download xong nhé. Ví dụ hình ảnh này đi. Đó. Đó. À, mình có thể upload lên. Thì mỗi một cái bản như này ấy, nó sẽ cho mình miễn phí một số lần upload nhất định, một số lần sử dụng nhất định anh chị em nhé. Đấy. Ví dụ đây anh chị em thấy này. Bên trái là dạng upload theo dạng bình thường. Đấy. Bên phải là upload theo dạng là gì ạ? Là AI, tức là có thêm AI nữa. Đấy, thì bên phải là upload nó sẽ cao hơn. Ở đây mình chọn là X2, mình có thể chọn X4. X4 thì độ nét nó sẽ cao hơn. Cái khung ảnh nó sẽ lớn hơn. Cái kích thước ảnh nó sẽ lớn hơn. Đó. Thì ở đây là Huy đã liệt kê cho anh chị em tất cả nó còn khoảng độ mấy thằng nữa, nó còn mấy thằng nữa. Được chưa? Hầu hết là những cái đấy. Cái upscale mà rất là thú vị. Tuy nhiên thì Huy có một cái app upscale
Mình đã download ở trong máy rồi. Đây, cái này mình cài đặt nha anh chị em nhé. Mình cài đặt đó, mình lựa chọn một cái hình ảnh này đó, mình lựa chọn một cái hình ảnh nào đó để mình upscale này. Đấy, ví dụ như là những cái hình ảnh này. Đấy, ví dụ hình ảnh này đấy ạ. Thì mình chọn upscale này, mình có thể upscale là gì ạ, là x2 hoặc x4 nhé. Tức là hình ảnh này hiện nay nó đang là khoảng độ 2000 x 2000, thì mình up x2 lên thì nó là, à đây nó đang là 1000 này, nó form là từ 1000 x 1000 này, thì bình thường là up lên 4000 x 4000 này, xong nó có thể up lên double này, 8000 x 8000 này, anh chị em tưởng tượng không ạ, nó siêu lớn luôn. Đó, mình để 4000 x 4000 thôi, anh chị em thử xem nhé. Đấy, vì là upscale càng lớn thì cái thời gian để nó gì ạ, để nó làm càng lâu. Và đây là cái upscale của mình mà Huy nói anh chị em biết là gì ạ, là mình có thể dùng miễn phí, dùng miễn phí trọn đời luôn. Mình cài vào máy mình cứ thế mình dùng miễn phí thôi, và mình có thể upscale cả cái folder luôn. Ví dụ hôm trước Huy upscale cái folder là hơn 200, khoảng 244 mấy cái photo ấy, mình đưa vào phan, nhấn nút phát là nó tự động nó cứ upscale, còn mình trong thời gian đấy thì mình lại làm việc khác, được không ạ? Đấy, thì đấy là những cái công cụ mà Huy đã nghiên cứu, Huy đã tìm hiểu được để gửi cho anh chị em. Đấy, ví dụ như thằng này. Đấy, thì anh chị em nhìn thấy thằng này. Bây giờ nhé, là cái upscale x4 ấy, thì nó sẽ nét hơn rất là nhiều. Đấy, nét hơn rất nhiều. Nhưng mà cũng có vẻ là cũng chưa được ưng ý lắm, chưa được nét lắm. Đấy, nên coi như là mình cảm thấy ok rồi. Đấy, thì mình nhấn download. Đấy, hoặc là mình có thể là gì ạ? Enhance quality, tức là mình nâng cấp cái chất lượng của nó lên. Đó, thì mình có thể là nhấn thêm cái đấy nữa thì nó sẽ làm cho nó đẹp hơn. Ok không ạ? Rồi, thêm cái nữa đấy là một cái từ điển nghệ thuật từ cổ chí kim dành cho những người nào muốn nghiên cứu nâng cao. Đấy, những cái từ điển này là gì ạ? Để mình biết được tất cả những cái phong cách nghệ thuật, những cái phong cách nghệ thuật từ ngày xưa đến bây giờ, các phong cách khác nhau, và với mỗi một phong cách đó thì nó có một cái điều gì đấy, có một cái gì hay ho, cái gì thú vị, thì ở đây nó là một cái bộ từ điển để anh chị em có thể là gì ạ, nghiên cứu sâu hơn nhá. Ví dụ Art Decor thì là cái gì ạ, là nó giống như là cái Wikimedia anh chị em, nhưng mà cái này là wiki dành riêng cho giới nghệ thuật, giới nghệ sĩ đây này. Aesthetic Wiki này, được chưa? Và Huy cũng tích hợp luôn vào trong cái cuốn sách ebook của mình. Đấy, anh chị em có thể là đọc thêm, nghiên cứu thêm. Đấy, mình có thể dịch sang tiếng Việt, mình đọc rất là dễ dàng anh chị em nhé, không khó gì hết. Rất nhiều cái phong cách nghệ thuật ở đây, anh chị em có thể nghiên cứu, và mình từ cái việc mà mình nghiên cứu sâu hơn như vậy thì mình sẽ hiểu hơn về các cái trường phái, mình hiểu hơn về các cái hình thức nghệ thuật đó. Anh chị em có thể tìm hiểu đây, Dark Fantasy, Assist PC, kiểu vậy đó, nó rất nhiều. Nói chung là cái này là nâng cao nhé, dành cho bạn nào thích nghiên cứu nâng cao. Đấy, ngoài ra thì các cái phong cách hướng dẫn, các cái phong cách ở trong Midjourney thì ví dụ như này. Đấy, đây là cái phong cách này. Đấy, đây là cái prompt này, đây là cái gọi là ảnh gốc nhá, bên trái là cái ảnh gốc này. Đấy, còn bên phải là cái câu lệnh này. Đấy, đây cái câu lệnh này đó, được chưa? Mình copy câu lệnh này cộng với cả cái từ khóa là cái tên tác giả, tên artist là tên tác giả, được chưa? Thì mình sẽ tạo ra những cái biến thể khác nhau, cộng với cả là gì ạ, cộng với cả những cái gọi là từ khóa đây, pencil character trait này, để viết bằng vẽ bằng bút chì này, được chưa? Đấy, hoặc là character concept art by này. Đấy, tức là gì ạ, là cái nhân vật được thiết kế bởi này. Bởi ai ạ? Bởi Midjourney hay là bởi Salomon Brand hay là bởi những ông này. Đấy, đấy, nhân vật được thiết kế bởi những người này. Đấy, hoặc là cái bút chì, cái nhân vật bút chì được vẽ bởi cái Rose Armstrong này. Đấy, hoặc là bút chì được vẽ bởi
cái Louis Van Ban này đấy, hoặc là nhân vật được thiết kế nghệ thuật bởi cái người này đấy, hoặc là character by cái người này đấy. Tức là đây là cái câu lệnh này, xong kết hợp với cả cái tác giả này thì nó sẽ ra cái hình ảnh này đấy. Cái câu lệnh này kết hợp với cái tác giả này thì ra câu lệnh này, câu lệnh này kết hợp với tác giả này ra cái hình ảnh này, câu lệnh này kết hợp với tác giả này ra hình ảnh này, được chưa ạ? Như vậy là gì ạ? Là ở đây anh chị em chúng ta sẽ tìm được rất rất nhiều những cái phong cách khác nhau, rồi là các thử nghiệm khác nhau. Thay vì mình thử nghiệm tất cả thì mình gì ạ? Mình xem ở đây thì mình sẽ có gì ạ? Có tất cả những cái thử nghiệm của mọi người luôn, được chưa ạ? Đấy, và đã tổng hợp, Huy đã tổng hợp tất cả những cái điều này cho anh chị em. Việc của mình đó là gì ạ? Là nghiên cứu, nghiền ngẫm và học thôi, đúng không ạ? Và có rất nhiều nha anh chị em nhé. Đấy, ví dụ như là cái ông này là ông Roberti Ferri chẳng hạn, thì ông này là chuyên kiểu cái hình nó kiểu nghệ thuật đấy, kiểu nghệ thuật những cô gái mà nuôi rồi bán nuôi kiểu kiểu vậy đó. Rồi ông Franklin Frazi này thì lại có những cái ảnh rất là cơ bắp đấy. Cái cô này thì cái ảnh này thì nó Stefan Gessi thì nó cái ảnh nó lại hơi kiểu u ám một tí đó. Đấy là nhân vật thôi nhé, anh chị em thấy là gì ạ? Rất dài luôn, đây là kéo này, rất nhiều luôn anh chị em nhé, nhiều vô cùng luôn đó, thoải mái đó. Tiếp theo nữa là sang painting. Painting thì cũng là tương tự như vậy, painting by tức là gì ạ? Là vẽ bởi ai đấy, được chưa ạ? Đấy, painting by, được chưa ạ? Hoặc là portrait of woman by, tức là gì ạ? Là cái khuôn mặt của cô gái, của một người phụ nữ bởi cái tác giả nào đó. Đấy, thì nó lại ra cái hình thức khác. Đấy, hoặc là still life by, tức là về cái ảnh trang trí, ảnh tĩnh vật ấy. Đó, ảnh tĩnh vật thì nó lại của mỗi tác giả. Đấy, El Greco này, Caravaggio này, đấy thì là mỗi một cái ảnh nó sẽ khác nhau. Và ở đây bên này nó có cái tuổi đời của cái tác giả hay tác phẩm đó, nó khoảng năm bao nhiêu đó, được chưa ạ? Cái location tức là cái địa điểm, cái nơi mà sáng tác ra cái bức ảnh đó. Đấy, thì mình có thể thêm vào hoặc không thêm vào cũng được, không sao. Nhưng mình biết được với tác giả đấy thì họ sống ở đâu, họ vẽ tranh trong khoảng thời gian nào. Đó, ok không ạ? Đó. Rồi, tiếp theo nữa là cartoon, rồi những cái liên quan đến comic. Đó. Thì comic book superhero by. Đấy, tức là gì ạ? Là comic book là cái sách ảnh, sách tranh. Đấy, sách truyện tranh đấy. Truyện tranh ấy của tác giả nào đấy, thấy chưa? Và với mỗi một tác giả và mỗi một cái từ khóa này thì nó sẽ ra cho mình những cái gì ạ? Những cái kết quả khác nhau, đấy, những cái nội dung khác nhau đấy, thấy chưa? Thì việc của mình là chỉ cần ghép cái từ trên này, này cộng với cả tên dưới này, này thì sẽ ra những kết quả nó tương tự như này, anh chị em ạ. Anh chị em muốn tìm hiểu kỹ hơn về những cái người như này đấy, thì anh chị em cũng có thể là gì ạ? Nhấn vào cái đường link này. Đấy, nhấn vào cái đường link này để mình tìm hiểu thêm về cái tác giả đó. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, James Hamlet này. Đấy, thì cái đường link dẫn đến cái trang web của ông ấy. Đấy, thì nó sẽ mình sẽ biết được thêm cái phong cách cũng như là thêm cái lịch sử của cái người nghệ sĩ đấy. Anh chị em ạ. Rồi. Anh chị em thấy sao? Đây còn rất nhiều nhá. Anime này, rồi Crystal này, rồi Skyfire này, rồi Landscape này, rồi Mix này, Aris List này. Vô cùng nhiều luôn anh chị em. Nhá. Đó. Mà chưa hết đâu. Nó còn thêm một loạt những cái khác nữa. Huy đã gì ạ? Tổng hợp hết vào đây. Anh chị em thấy này. Drawing Pencil này. Đấy. Nó cũng tương tự như vậy. Anh ghép cái ảnh trên này cộng với cái ảnh dưới này. Thì ra cái ảnh ở đây. Đấy, với phong cách khác nhau. Với mỗi câu lệnh khác nhau. Thì nó lại ra những cái gì ạ? Biến thể khác nhau. Được chưa ạ? Ở đây rất nhiều luôn. Đấy, rendering này, decorative này, đấy, material này, đấy, photography này, đấy, ảnh chụp nhá, ảnh chụp. Đấy. Đấy, portrait này, landscape này hay là teapot này. Đấy, standard này, thin tile này. Đấy, đây là các cái loại khác nhau. Được không ạ? Rất nhiều. Nó chưa hết đâu. Nó còn nữa. Đấy. Đấy chưa?
ở đây cũng thế này, một loạt những cái mà gì ạ, là anh chị em Alien Buy này, đấy, Alien Buy Mitsuni này, hay là Robot Buy này, Wally Probe này, hay là Spaceship Buy này, Building Buy này, thấy chưa? Đấy, thì mỗi một cái từ khóa này cộng với cả cái tên tác giả hoặc là cái phong cách thì nó lại ra những cái mẫu khác nhau. Như vậy là chúng ta xem ở đây, chúng ta cũng có thể có hình dung, thay vì chúng ta thử nghiệm nhé. Chúng ta không thể thử nghiệm được quá nhiều được. Thì ở đây người ta đã thử nghiệm sẵn rồi, người ta đã đưa ra những kết quả rồi. Được chưa? Và việc của mình đó là gì ạ? Học từ những cái kết quả đó. Rồi. Rồi. Bao nhiêu anh chị em thấy wow. Bao nhiêu anh chị em thấy wow với cái buổi ngày hôm nay ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy wow, thấy choáng với cả cái cuốn sách về Mitsuni toàn tập này của Huy ạ? Mà chưa giới thiệu hết đâu nhé, bởi vì nó muộn giờ quá rồi. Tí nữa 1 giờ là Huy lại có một cái lịch, 1 giờ 1 rưỡi Huy lại có cái lịch gặp khách hàng, gặp một đối tác rồi. Chưa giới thiệu hết cho anh chị em được đâu. Đúng không ạ? Đấy. Cuốn sách thì dành bao nhiêu thời gian để cho cuốn sách này? Cũng không đếm được thời gian, nhưng mà từ khi mà mình bắt đầu mình nghiên cứu và mình ấy là mình đã bắt đầu gọi là cái thời gian để mình nghiên cứu ấy anh chị em, nó rất là lâu. Cái thời gian để mà mình đưa vào mình biên tập cuốn sách này thì nó cũng lâu, nhưng mà thời gian nghiên cứu ấy nó là lâu nhất. Tìm tòi cái nào hay thì mình đưa vào, cái nào không hay thì mình loại ra. Thế thì biết cái nào hay cái nào không hay thì mình phải xông vào mình thử, mình đăng ký xong mình thử như này đấy. Thì anh chị em biết là gì ạ? Nó vô cùng mệt, vô cùng mất thời gian. Thì thay vì anh chị em cũng nghiên cứu tìm hỏi, tìm hiểu như vậy, thì anh chị em có một cái cuốn sách như vậy, anh chị em đủ hết luôn. Được chưa ạ? Đấy, thì sau khi mà mình có cái kiến thức nền tảng này rồi ấy, thì những cái ứng dụng, thì vừa rồi cũng chia sẻ cho anh em rất nhiều các ứng dụng ấy. Thì các cái ứng dụng đó thì chúng ta sẽ học vào hôm sau. Đấy, bởi vì là thời gian nó không có nhiều. Đấy, ví dụ như là anh chị em sẽ có cái phần ứng dụng này. Đấy, cái phần ứng dụng này. Đấy. Thì anh chị em có thể là gì ạ? Bấm vào đây là chúng ta xem những cái ứng dụng, ví dụ như sử dụng Mitsuni để làm logo chẳng hạn. Thì nó có những cái ví dụ đây, có những câu lệnh đây. Đấy, anh chị em có thể là gì ạ? Là học theo nhá. Đấy, hướng dẫn theo. Đấy. Hoặc là gì ạ? Anh chị em đã muốn là thiết kế áo thun chẳng hạn. Đó. Thì thiết kế áo thun thì ở đây nó gì ạ? Nó là t-shirt vector này. Đấy, có nhiều người thiết kế áo thun nhưng mà thiếu cái t-shirt vector này vào một phát thì lúc mà gì ạ? Lúc mà đưa vào in nó không in được. Nó kiểu vậy. Đấy. Thì đấy là cái mẹo để mình thiết kế áo thun, hoặc là gì ạ? Thiết kế hình xăm. Đúng không ạ? Đấy, hoặc thậm chí là thiết kế để chụp ảnh người. Mitsuni làm thiết kế để chụp ảnh người trông như ảnh thật luôn ấy, trông như là chụp bằng ảnh luôn ấy. Đấy, anh em thấy không ạ? Trông như chụp ảnh luôn, không phát hiện ra là chụp bằng ảnh luôn. Đấy, hoặc là ứng dụng để tạo ra các hoa văn họa tiết, hoặc là tạo ra thiết kế web. Anh chị em tưởng tượng là dùng Mitsuni để tạo thiết kế web. Đó, anh em thấy không ạ? Đấy, ví dụ như cái hình ảnh như này. Anh chị em tưởng tượng không? Nó được thiết kế bởi Mitsuni đấy, được tạo ra bởi Mitsuni đấy. Anh chị em tưởng tượng không ạ? Không thể nào nghĩ được là Mitsuni nó có thể tạo ra được những cái hình ảnh như vậy, đúng không ạ? Đấy. Thế mà nó làm được đấy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, nó làm được đấy. Thì rất nhiều các ứng dụng như vậy. Ngoài ra thì cái ứng dụng rồi vẽ truyện tranh. Ứng dụng vẽ truyện tranh là cái ứng dụng mà Huy trau chốt khá là nhiều. Đấy. Đấy, thì nó có những câu lệnh này, có những hình ảnh, có những câu lệnh ví dụ này. Đấy, ngoài ra thì có những cái hướng dẫn về tạo ra những cái hình ảnh mang tính chất trong suốt. Cái này là cái rất là khó luôn. Đấy. Tạo ra những cái hình ảnh mang tính chất trong suốt như này. Đấy. Hoặc là tạo ra những cái phong cách anime cổ điển. Đấy. Dựa trên những cái kiến thức đấy, những cái phong cách của những cái tác giả. Đấy, thì mình phải hiểu các cái tác giả, họ có những cái tác giả nào, họ phong cách họ như nào. Đúng không ạ? Hoặc cách tạo nhân vật giống thống nhất. Đó, cách tạo nhân vật mà nó có sự thống nhất thì nó có sẽ có từng bước như thế nào. Đấy. Nó rất là nhiều ảnh ở trong này, nó rất là nhiều ảnh cho nên là nó sẽ
rất là khó để mà mình nó sẽ hơi lốt hơi lâu một tí. Đấy. Đấy, cách thứ nhất đấy là mình tạo hình nhân vật với những cái nhân vật nổi tiếng hiện có, được không ạ? Đấy, ví dụ như là Sakura từ Naruto, hay là Rin Tosaba từ Fist, đấy, hoặc là Rei Ajani, đấy là ví dụ thôi anh chị em, còn rất nhiều cái khác nữa. Cái thứ hai là bắt đầu từ một cái hình ảnh có sẵn, bắt đầu từ cái hình ảnh này, đấy, sau bắt đầu mình sáng tạo ra, mình copy cái đường link, xong mình đưa vào cái hình ảnh này, sau đó mình viết thêm những cái từ khóa ở đây, thì mình sẽ tạo ra những cái nhân vật khác, đó. Đấy, mình sẽ tạo ra các nhân vật khác nhau như này. Đấy, hoặc là câu lệnh mà Huy đã thực hành này. Đấy, với câu lệnh như này, được chưa? Mình tạo ra rất nhiều những cái hình ảnh cậu bé này. Sau đó là mình đưa vào Canva, mình đưa vào Canva, mình tách từng hình ảnh cậu bé ra. Sau đó là gì ạ? Sau đó mình download cái hình ảnh cậu bé xuống. Đấy, sau đó mình lại up lên. Đấy, sau đó đưa thêm các cái biểu cảm vào. Thì mình có những câu lệnh của mình là mình viết hết ở đây. Đấy, tất cả câu lệnh của mình là mình đã thống kê và viết hết ở đây. Đấy, thì mình sẽ tạo ra một cái lớp nhân vật thống nhất, được chưa? Nói chung là nhiều lắm, anh chị em thoải mái để nghịch nhé.